chương 1040, có cá tính, nếu như nhất định phải hình dung, thiên tôn Thái Bình là nam nhân đã chân chính dung luyện bốn chữ đạo pháp tự nhiên này vào trong xương, tất cả hành vi của hắn đều không thể đoán trước, nhất cử nhất động đều căn cứ hoàn toàn vào hứng thú của bản thân hắn, loại tác phong làm việc này có khi có thể sẽ làm cho người ta kinh nghỉ, nhưng vào nhiều thời điểm, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy phát điên. Không sai, cũng ví dụ như hiện tại, cáo từ, thiên tôn Thái Bình không có một chút do so dự gì, quay đầu rời đi, không phải là kiêng kỵ, mà là đơn thuần mất đi hứng thú, đối với thiên tôn Thái Bình mà nói, hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới là vì nhìn Thánh Thượng Đại Càn, kết quả Thánh Thượng Đại Càn không có tới, vậy thì tại sao lại phải tiếp tục chờ đợi? Về phần như vậy có thể ảnh hưởng đến sĩ khí của các trí cường giả khác, có đả kích mọi người hay không? Làm ơn, chuyện này có quan hệ gì đến Trương Thái Bình ta? Cho nên thiên tôn Thái Bình đã rời đi rất gọn gàng, trực tiếp thu liếm khí thức của mình, chỉ là phen cử động này của hắn lại làm khổ những người khác, nguyên bản có 5 vị trí cường giả liên thủ, bộc phát ra khí thế hùng vĩ cỡ nào. Kết quả thiên tôn Thái Bình lại quay người chuồn mất, mặc dù còn có tới 4 vị trí cường giả. Nhưng nên nói như thế nào đây, khí thế lập tức liền giảm xuống một mảng lớn. Không thể nói lý, Trương Thái Bình đúng là rất có cá tính, nghe danh không bằng gặp mặt, hừ, ngô không, thiên khả hãn bắc nhung, cung chủ tiên cung, còn có giáo chủ minh giáo lúc này cũng đều có một chút rơi vào tình huống khó xử, bất qua cuối cùng vẫn là giáo chủ minh giáo đứng ra, mặc dù hắn cũng có một chút muốn bỏ cuộc nửa đường nhưng thân làm người đề xuất sự kiện lần này hắn sẽ không có khả năng đi thẳng một mạch giống như thiên tôn thái bình chỉ có thể nhắm mắt lại đây là vị tiền bối nào đã khôi phục có thể cho chúng ta biết tên họ hay không ánh mắt của giáo chủ minh giáo không kém tự nhiên là nhìn ra được vị trí cường giả hiện thân này dường như là vừa mới khôi phục cũng không ở trong trạng thái đỉnh phong cho nên cũng không hoảng hốt ở trong lòng có lực lượng hành vi cử chỉ cũng biến thành rất phong độ Rõ ràng là cực kỳ ma đạo, nhìn qua lại có vẻ khá là nho nhã hiền hòa. Bất quá một người khác lại không nghĩ như vậy. Ha ha, tiểu tử thúi minh giáo, đã quên lão phu rồi à. Ban đầu vào thời điểm ở minh giáo ngươi không phải là đã xem thường lão phu, cảm thấy lão phu không thể sống được bao lâu nữa hay sao. Ngươi đứng ở nơi đó cho ta, ngày hôm nay lão phu sẽ cho ngươi một bài học. Vô vọng ma tôn cũng không có hảo cảm gì đối với giáo chủ minh giáo. Lúc trước vào thời điểm hắn đi theo Long Ngạo Thiên đến Minh Giáo, có thể nói là đi lại rất khó khăn, giáo chủ Minh Giáo thậm chí đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, chỉ là không có đối phó với hắn mà thôi. Chuyện này đối với vô vọng ma tôn kiêu ngạo mà nói là vô cùng nhục nhã, chỉ là lúc đó không có đủ thực lực, đành phải nhẫn nại. Nhưng mà bây giờ, nếu ta nhịn nữa thì sẽ chính là cháu trai của ngươi. Giết, thanh âm của vô vọng ma tôn vang vọng ở trong vận mệnh tinh không, sau đó mệnh vận tinh vân vô vọng thiên vừa mới hồi phục bắt đầu cháy rừng rực trong nháy mắt, hung hăng đụng về phía vị trí tinh vân của giáo chủ minh giáo. Cái địch giáo chủ minh giáo nhất thời liền mắng to, em mờ sao nó, nguyên lai là ngươi, nói thật, hắn đúng là nhớ kỹ vô vọng ma tôn, nhưng theo hắn thấy, vô vọng ma tôn ở trong cái trạng thái nửa chết nửa sống kia hẳn là không có khả năng hồi phục mới đúng, kéo dài hơi tàn đã là hắn có vận khí tốt, kết quả là ở trong một cái trước mắt, hắn thế mà đã thật sự quật khởi một lần nữa, chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Mà bị chấn kinh cũng không chỉ là giáo chủ minh giáo. Một vị trí cường giả khôi phục cùng với xuất thế, thanh thế trải dài từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, rung động toàn bộ đại thế giới Trung Thổ, Bắc Nhung, Trung Nguyên, Tây Vực, Nam Cương, Đông Hải, lúc này vô vọng ma tôn tản ra khí tức phách lối bá đạo, đây cũng là đặc quyền mà trí cường giả mới có. Mà cùng lúc đó, ở bên trong bôn lôi quan Tây Vực, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ đã song song đi ra, đứng ở bên trên đầu tường, nhìn về phương hướng thuần dương cung cùng với vạn lý liên doanh, hai người tự nhiên cũng cảm ứng được khí tức vô vọng ma tôn xuất thế một lần nữa. Tiểu tử thúi ngươi hãy xem một chút, thuần dương cung chúng ta lại sinh ra một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh. Ngươi cũng hãy tranh thủ thời gian để đột phá đi, bằng không cái chức trưởng giáo này chỉ sợ là phải để cho lão ngoan đồng vô vọng ma tôn kia làm. Vào thời điểm nhắc đến vô vọng ma tôn, Long Thiên Tứ cũng không ngừng nhe răng nhếch miệng, bày ra biểu lộ rất là nhức cả trứng dù sao thì vào thời điểm trước khi vô vọng ma tôn khôi phục lòng thái thượng trưởng lão hắn cũng đã trào phúng đối phương không ít lần hiện tại vô vọng ma tôn đã khôi phục chỉ sợ rằng hắn ở trong khoảng thời gian này sẽ không dễ chịu lắm kích toái mệnh tinh sao trần khuynh địch thấp giọng lẩm bẩm nói tổ khiếu huyệt chấn động tiếng sấm trong cơ thể như ẩn như hiện bất quá một lát sau lại trở nên yên lặng không được vẫn còn kém một chút trần khuynh địch là người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình hắn hiện tại có hai con đường một con đường là do thánh thượng đại càn thôi diễn cho hắn cần có thời gian nhưng sẽ có hy vọng đi thẳng tới trí tôn nhân gian một con đường khác chính là do hệ thống không đúng tịch đồng thôi diễn cho hắn cần một lượng lớn tài nguyên thắp sáng khiếu huyệt nhân thể từ đó kích toái mệnh tinh nhưng vấn đề là trần khuynh địch bây giờ chính là bắt cá hai tay nhưng cả hai tay đều không nắm vững con đường thối thể mặc dù có võ công trúc cơ của phật ma nhưng chỉ vừa mới cất bước con đường khiếu huyệt cũng chỉ mới vừa mới mở ra một tổ khiếu huyệt muốn nhờ vào đó nhanh chóng kích toái mệnh tinh, vẫn là không thực tế, cần phải có thời gian và tài nguyên để tích lũy. Qua một thời gian nữa ta sẽ đi một chuyến đến đạo môn, nhìn xem có thể lấy được võ công trúc cơ của đạo môn hay không, hội tụ võ công trúc cơ của ba mạch đạo, Phật, ma thành một thể, tiến độ thối thể của ta sẽ tăng lên trên diện rộng, bất quá vào trước đó, chỉ sợ thật đúng là cần phải khiêm tốn một chút, không thể tùy tiện gây chuyện. Ha ha, Long Thiên Tứ nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi không đi gây chuyện, vậy sau này Long Thiên Tứ ta sẽ viết ngược tên lại. Tại Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung, đảo chủ đào hoa đảo cùng với lão tổ lâm gia vừa mới vừa rồi còn ra tay đánh nhau ở phía trước tàng bảo điện, lúc này đều lộ ra sắc mặt trắng bệch nhìn lên bầu trời, tu vi của hai người cũng không yếu, tự nhiên là có thể phát giác ra được trên không Thuần Dương Cung tràn ngập một cỗ khí tức, loại lực lượng kia đủ để dễ dàng nghiền nát hai người. Trường 1041, cuồng vọng, sau khi cứ ngây người như vậy trong trọn vẹn mấy phút, cái địch, em mờ sao nó, hai lão hồ ly này rốt cuộc cũng không nhịn được mà mắng ra. Ở trong thời gian này không có cách nào sống, thì ra Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ căn bản cũng không phải là người mạnh nhất thuần dương cung A. Gặp quỷ, không còn ninh thiên cơ, ở trong sơn môn thuần dương cung thế mà còn giấu một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh. Vừa nghĩ tới trước đó bản thân còn mưu đồ với người khác làm như thế nào để cướp sạch thuần dương cung, mà hết thảy những chuyện này rất có thể đều đã bị vị trí cường giả kia nghe được, đảo chủ đào hoa đảo cùng với lão tổ lâm ra liền cảm thấy hàm răng run rẩy. ông trời ơi, vốn cho là hai lão hồ ly chúng ta đã đủ không biết xấu hổ và đủ âm hiểm, không ngờ được a à, một ra một trẻ thuần dương cung kia mới thật sự là âm hiểm a. À. đây là thủ pháp câu cá a, à. chúng ta đã bị lừa rồi. ở bên trong vận mệnh tinh không vô vọng ma tôn đã khôi phục lại cảnh giới kích toái mệnh tinh cứ phải nói là rất hăng hái, cả người đều ở vào một loại trạng thái hưng phấn khó tả, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu tự nhiên cũng sẽ không để ý đến hậu quả gì, trực tiếp mang theo vô vọng thiên dùng sức đập về phía cáo tử Minh Hà của giáo chủ Minh Giáo. ầm um, ầm, um, ha 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 ha, con lợn Minh Giáo, ăn một đòn của ông nội ngươi, vô vọng thiên hội tụ tinh quang, ở trong vận mệnh tinh không giống như một cây cột chống trời, khuynh đảo trong phút chốc, những nơi đi qua hư không băng liệt, sao trời ẩn lui, cuối cùng rơi ầm um, ầm um lên bên trên cáo tử Minh Hà. Đánh cho toàn bộ Minh Hà đều là sóng lớn cuồn cuộn không ngớt, ngay tiếp theo tinh vực bốn phía cũng đều chấn động cuồng vọng sắc mặt của giáo chủ minh giáo trở nên tái xanh thân làm trí cường giả kích toái mệnh tinh cáo tử minh hà trên thực tế chính là nguyên thần hiển hóa của hắn cũng là vị trí bản thể chân chính cho nên một đập này của vô vọng ma tôn trên cơ bản tương đương với đập vào trên mặt của hắn vậy đây chính là đánh mặt danh xứng với thực có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn nhục đi chết đi cáo tử minh hà kịch liệt quay cuồng nước sông màu đen tách ra chỉ thấy từng bộ xương khô bò lên từ đáy sông trên người bọn hắn mặc áo giáp mang theo hoa văn cổ điển cầm binh khí tàn phá trong tay, nhưng khí thức ở trên người lại là vô cùng mãnh liệt, cũng không thiếu cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, mà dạng tồn tại này có khoảng chừng ngàn vạn người. Tử vong là kết cục của tất cả, người nhất định cũng sẽ bị mai táng ở phía dưới Minh Hà. Thế gian vạn vật, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tử vong, một dòng Minh Hà chảy từ quá khứ đến tương lai, mai táng những cường giả đã từng vinh quang trong quá khứ, nơi này là nơi trở về của bọn hắn, cũng là phần mộ của bọn hắn, mà bây giờ, minh hà dung chuyển tồn tại mai táng ở dưới đáy sông cũng thức tỉnh trở lại một lần nữa đây đương nhiên là đang lừa phình ha ha vô vọng ma tôn cười lạnh một tiếng minh hà cáo tử kinh do ma tổ truyền thừa xuống dĩ nhiên là tinh diệu tuyệt luân ngưng tụ ra minh hà cũng là một trong những nội tình của minh giáo qua nhiều năm như vậy trong đó trôn vùi vô số kể nhân kiệt thậm chí còn có người cùng thời đại đã từng tranh phong với ma tổ nhưng ở trong này có một cái vấn đề rất lớn đại đạo tử vong gì chứ đều là lừa gạt người đây rõ ràng là thủ đoạn thời gian có rõ hay không không sai cáo tử minh hà nghe vào mặc dù có quan hệ cùng với tử vong khôi phục đều là cường giả đã chết nhưng trên bản chất mà nói món đồ chơi này và khởi tử hoàn sinh lại không có một chút quan hệ nào căn bản chính là dùng lực lượng thời gian kéo tàn ảnh trong quá khứ đến hiện tại hơn nữa còn nhận phải hạn chế của tu vi người thi triển mà nói đến bí pháp thời gian thuần dương cùng chúng ta mới thật sự là người trong nghề để cho ngươi nhìn thử bản lĩnh giữ nhà của lão phu vô vọng thiên động, bàn quay tuế nguyệt, mọi người đều biết, tam hoàng khai thái đại thuần dương công của thuần dương cung chính là bản lĩnh giữ nhà của thuần dương đạo tôn ngày xưa, liên quan đến lực lượng luân chuyển thời gian, thậm chí là có thể định trụ thời không, chính là tuyệt thế võ công cực kỳ thượng thừa, mà thuần dương cung có được bảo sơn như thế, làm sao có thể không tiến hành vận dụng. Mặc dù đại thuần dương công có hạn chế ở bên trên thể chất, nhưng loại vật võ học này, ý cảnh đặt ở nơi nào, lấy tu vi của trí cường giả nói như thế nào cũng đều có thể tìm hiểu ra một chút, mà vô vọng ma tôn thân một trong làm hai vị tuyệt thế thiên kiêu của thuần dương cung lúc ấy, tự nhiên sẽ không thiếu khuyết một chút thiên phú đó, cho nên đối với lực lượng thời gian, hắn cũng hơi có một chút lĩnh ngộ. Quả thật, mặc dù không làm được đến loại đình chỉ thời gian khoa trương kia, nhưng muốn nhiễu loạn lực lượng thời gian của cáo tử Minh Hà là đã dư xài. Vô vọng thiên thôi động tinh quang, ở trung ương tinh vân, vô tận tinh quang hội tụ thành một cái bàn quay to lớn, sau đó xoay tròn, một cỗ lực lượng kỳ dị vặn vẹo khuếch tán ra, trực tiếp xé rách hơn phân nửa vạn cường giả mà cáo tử Minh Hà triệu hồi ra, mười thành thanh thế và uy lực không còn một thành. Khục, ở bên trên cáo tử Minh Hà, nước sông bay lên, hội tụ thành thân ảnh của giáo chủ Minh giáo, mà ở phía đối diện, ở chi chít khắp nơi trong vô vọng thiên, từng tinh cầu sắp xếp tổ hợp, cuối cùng hóa thành một đôi mắt hẹp dài, vắt ngang trong mấy ngàn vạn dặm tinh không, đối mặt cùng với giáo chủ Minh giáo. Ta nhớ ra rồi, một lát sau giáo chủ minh giáo vẫn là người mở miệng nói trước tiên, từ khi thuần dương cung trèo lên đỉnh thánh địa võ đạo cho đến nay, có hai cái thời đại cường thịnh nhất, thời đại thứ nhất, thuần dương đạo tôn lăng không xuất thế, đánh khắp thiên hạ không có địch thủ, thời đại thứ hai, thì là cặp đôi song sát thuần dương kinh diễm thiên hạ. Ở trong cặp đôi song sát thuần dương, một người là trưởng giáo trí tôn Vân Phi Lăng, là người nắm giữ thuần dương chi thể sau thuần dương đạo tôn, dựa vào tam hoàng khai thái đại thuần dương công thành tựu chí cường giả, một người khác chính là thái thượng trưởng lão trình nhị ngốc bởi vì danh từ quá khó nghe thế là tự xưng là vô vọng ma tôn về sau đã mất tích một cách bí ẩn vô vọng ma tôn gặp quỷ phỉ báng người đây là đang phỉ báng trần trụi bản danh của bổn ma tôn là trình vô an cái gì mà trình nhị ngốc ngay cả nghe cũng đều chưa nghe nói qua sắc mặt của giáo chủ minh giáo cũng có một chút quái dị mà ánh mắt cổ quái này của hắn đối với vô vọng ma tôn mà nói lập tức tạo thành vết thương tâm linh to lớn bởi vì chuyện này đối với vô vọng ma tôn mà nói, quả thực là một đoạn lịch sử đen tối, hơn nữa còn là một đoạn lịch sử đen tối mà hắn căn bản không muốn nhớ lại. chương 1042, Trình Nhĩ Ngốc Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó hắn thân làm một trong hai đại thiên kiêu thuần dương cung, cũng có vốn liếng đi tranh đoạt vị trí trưởng giáo, so với hắn, vào thời điểm đó một vị thiên kiêu vân phi lăng khác kỳ thật cũng không có nóng lòng đối với vị trí trưởng giáo như vậy, mà là một kẻ cuồng tu luyện tiêu chuẩn, cho nên vô vọng ma tôn vốn dĩ cảm thấy vị trí trưởng giáo trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ai ngờ được chờ đến thời điểm tuyển chọn trưởng giáo sư phụ của hắn và sư phụ của vân phi lăng thậm chí là tất cả mọi người trong trưởng lão hội thuần dương cung đều nhất trí nhận định vân phi lăng sẽ làm trưởng giáo hắn khẳng định là sẽ không cam tâm thậm chí còn cảm thấy chuyện này không công bằng cho rằng bọn họ lựa chọn vân phi lăng là bởi vì vân phi lăng nắm giữ thuần dương chi thể thuộc về chính thống thế là hắn chất vấn sư phụ thậm chí là tất cả trưởng lão tại chỗ, kết quả là vô vọng ma tôn đã nghe được một câu trả lời cơ hồ khiến cho nhân sinh quan của hắn nổ tung. Tiểu trinh à, không phải là chúng ta không muốn chọn ngươi, trên thực tế tu vi của ngươi cũng không kém phi lăng, xử lý đủ loại sự vụ tông môn cũng làm tốt hơn phi lăng, mặc dù phi lăng đúng là nắm giữ thuần dương chi thể, nhưng chúng ta cũng không đến mức vì một loại thể chất mà thiên vị, vấn đề chủ yếu thật ra là tên của ngươi. Vô vọng ma tôn vĩnh viễn cũng không quên được, Lúc ấy sư phụ của hắn đặt hai tay ở trên bả vai của hắn, sau đó ở trên khuôn mặt tràn đầy phức tạp, thấm thiế nói ra. Trưởng giáo trí tôn thuần dương cung trình nhị ngốc, người cảm thấy chúng ta sẽ cho phép trưởng giáo nhà mình sau khi đi ra ngoài sẽ bị người khác gọi như vậy hay sao? Ta biết là cha mẹ của ngươi lúc trước cảm thấy tên xấu dễ nuôi, cho nên đã đặt cho ngươi một cái tên như vậy. Bởi vậy ngươi cũng phải hiểu cho chúng ta, chức vị trưởng giáo thật sự là không thể để cho ngươi làm. Vô vọng ma tôn, kết quả là, vô vọng ma tôn cứ như vậy vô duyên cùng với vị trí trưởng giáo. Chuyện này ai mà chịu nổi chứ? Cho dù vô vọng ma tôn hiện tại đã sớm nghĩ thoáng về sự tình năm đó, nhưng không thể phủ nhận, đoạn kinh lịch này còn có tên của hắn Thủy Trung vẫn đều là một cây đinh ở trong lòng của hắn, thuộc về lịch sử đen tối tiêu chuẩn, vốn cho rằng đã qua nhiều năm như vậy, đã không còn ai biết rõ về đoạn lịch sử đáng quên này. Kết quả thì sao? Giáo chủ minh giáo thế mà ở ngay trước mặt nhiều trí cường giả như vậy lại nói nó ra. Vào giờ khắc này, dây thần kinh lý trí ở trong đầu của vô vọng ma tôn đã triệt để đứt gãy. Con lợn minh giáo, ngày hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Có một câu nói rất hay, nếu như một người phát điên lên, có trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì. Mà vô vọng ma tôn lúc này chính là ở vào loại trạng thái như vậy, vào thời điểm hắn vừa mới hồi phục chính là đắc chí vừa lòng. Kết quả là giáo chủ minh giáo nói một câu trình nhị ngốc, liền khiến cho tâm tình của vô vọng ma tôn chìm xuống đáy cốc, loại cảm giác tranh lệch mãnh liệt này, là tổn thương lớn nhất đối với một người. Ta giết ngươi, lúc này vô vọng ma tôn là thật sự hoàn toàn không nương tay, thậm chí là còn không ổn định tinh vân của bản thân, giống như phát điên đụng về phương hướng giáo chủ minh giáo. Khục, suối quẩy, giáo chủ minh giáo chép miệng, có một chút không rõ ý nghĩ của vô vọng ma tôn, chẳng phải chỉ là một cái tên thôi hay sao, đều đã đến cảnh giới kích toái mệnh tinh lại còn để ý những chuyện dâu ria không đáng kể này, đổi thành mình mà nói, tên gọi là nhị ngốc thì thế nào dù sao thì chính mình cũng là trí cường giả kích toái mệnh tinh ý nghĩ của giáo chủ minh giáo chính là điển hình của người giàu không hiểu người nghèo bất quá cũng đúng bình thường mà nói thì phần lớn cường giả kích toái mệnh tinh đều sẽ không để ý đến danh tự thật giống như ngô không năm đó vào thời điểm thánh thượng đại càn cùng với ninh thiên cơ tìm hắn để gây sự còn không phải là vừa thấy người liền gọi là nhị cầu hay sao kết quả là nghe nhiều cũng không nổi nóng vào thời điểm tâm tình tốt thậm chí còn có thể mỉm cười hai tiếng cuối cùng vẫn là lý do thất bại lúc tranh cử chức vị trưởng giáo quá mức quái đản, đã tạo thành đả kích cực lớn đối với vô vọng Ma tôn trẻ tuổi, lúc này mới khiến cho hắn một mực khó có thể quên. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Ầm ầm, ở bên trong vận mệnh tinh không, cáo tử Minh Hà va chạm cùng với vô vọng Thiên, bản thân của hai phương tinh vân đều là do vô số ngôi sao cấu trúc mà thành. Bây giờ vô vọng Ma tôn cùng với giáo chủ Minh giáo, chính là đang thao túng ngôi sao trong tinh vân va chạm với đối phương, lấy chúng tinh làm quân cờ, tinh không làm bàn cờ đánh cờ với nhau. Đương nhiên, đây là một chút thuyết pháp dễ nghe, phải biết vô luận là cáo tử Minh Hà hay là vô vọng thiên, kỳ thật đều là bản thể của giáo chủ Minh Giáo và vô vọng Ma Tôn, cho nên nhìn qua có vẻ khí thế rộng rãi, hùng vĩ to lớn, dùng bầu trời làm bàn cờ để chiến đấu, ở trong mắt của trí cường giả, kỳ thật cũng chẳng khác gì vật lộn cận thân. Bất quá chuyện này cũng bình thường, cái gọi là kích toái mệnh tinh, dĩ nhiên đã vượt qua hỏa luyện kim đan xa xa, được xem là trí cường giả ở dưới trí tôn nhân gian, nhìn qua cũng tiêu sái vạn phần đến khi đánh nhau động một chút là tinh quang vạn trược dị tượng xuất hiện nhưng trên thực tế đây đều là khi đối mặt với đối thủ có cảnh giới thấp hơn mới có thể xuất hiện quả thật ở trên đời này cũng có hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất vượt ra khỏi hạn mức cao nhất của hỏa luyện kim đan mà vẫn còn chưa đạt tới kích toái mệnh tinh nhưng đối với trí cường giả chân chính mà nói loại cường giả này cũng chỉ như thế căn bản là không có uy hiếp chỉ cần tùy tiện dùng một ngón tay liền có thể đè chết mà chính là bởi vì phần tranh lệch to lớn này mới khiến cho cường giả kích toái mệnh tinh nhìn qua siêu nhiên như vậy, võ đạo của bọn họ nhìn qua mới thâm ảo như vậy, lực lượng thời gian A, khôi phục người chết A, đạo pháp tự nhiên A, chúng sinh Phật quốc A, nghe vào rất cao cấp, nhưng nói trắng ra là đây đều là đặc hiệu của trí cường giả kích toái mệnh tinh. Thuộc về đồ vật để lừa gạt người, đánh một chút kẻ nhỏ yếu thì vẫn được, nhưng dùng để đánh đối thủ cùng cấp thì sẽ không đáng chú ý. Đến cái cấp độ kích toái mệnh tinh này, đã không còn phân chia cảnh giới cụ thể, tất cả mọi người đều là một mảnh tinh vân, nói đến đánh nhau dĩ nhiên chính là dùng tinh vân đụng nhau, tinh vân của người càng lớn, càng nhiều ngôi sao, vậy dĩ nhiên là sẽ mạnh hơn, về phần những loại đặc hiệu lè lè kia cũng đừng có lấy ra khoe khoang. chương 1043, suy nghĩ khác thường. Thấy sao, Minh Hà có thể thắng, đối phương dù sao cũng vừa mới khôi phục, bất quá có thể nhìn ra được, đối thủ của Minh Hà có nội tình rất thâm hậu, tinh vân của hắn kỳ thật còn có một bộ phận tinh cầu chưa có khôi phục, thực lực không ở trạng thái đỉnh phong, cặp đôi song sát thuần dương cung ngày xưa sao, ta ngược lại là cũng đã từng nghe nói. Vậy chúng ta có cần xuất thủ không? Có thể, ở bên trong tinh không, suy nghĩ của ba vị trí cường giả ngô không, thiên khả hãn bắc nhung, cung chủ tiên cung giao thoa, bọn họ có lòng muốn giúp giáo chủ minh giáo một chút sức lực. Chỉ là, các ngươi muốn đi đâu? Chấm ở chỗ này, ai cũng không cho phép đi. Ở bên trong vận mệnh tinh không, không có long khí hiển hiện, nhưng toàn bộ ba người đều cảm nhận được một ánh mắt bắn ra mà đến từ sâu trong tinh không, lấy thực lực của ba người tự nhiên có thể nhìn thấy, ở phương hướng đó chính là vị trí mệnh vận tinh vân hóa thân của Tổ Long Trung Nguyên, cũng là bản thể của Thánh Thượng Đại Càn. Mệnh vận tinh vân của Thánh Thượng Đại Càn rất kỳ lạ, bản thân của nó chính là Tổ Long Trung Nguyên, nhưng Tổ Long Trung Nguyên lại không phải là bản thể của Thánh Thượng Đại Càn, nếu như nhất định phải hình dung mà nói, Tổ Long Trung Nguyên giống như là robot thánh thượng đại càn thì là người điều khiển, chỉ là một bộ giáp ở bên ngoài mà thôi, nhờ vào đó, quy mô tinh vân của thánh thượng đại càn còn lớn hơn tổng cộng các trí cường giả. Cho nên trước đó thánh thượng đại càn vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà bây giờ, tổ long trung nguyên bị thương nhiều lần cuối cùng cũng đã nhận phải hạn chế, bây giờ tinh vân của đám người ngô không đều ở vào khu vực biên giới vận mệnh tinh không. Kể từ đó, nếu như mệnh vận tinh vân của Thánh Thượng Đại Càn tới mà nói, quy mô không thể nghi ngờ sẽ có lại trên phạm vi lớn nhưng bất kể nói như thế nào cũng chỉ là co lại mà thôi cũng không có nghĩa là không qua được sự ảnh hưởng của thánh thượng đại càn đã được xây dựng từ lâu nếu như nói trước đó ba người ngô không còn có lòng tin đánh một trận hiện tại giáo chủ minh giáo đã bị quấn lấy thiên tôn thái bình lại chạy trốn lòng tin thật vất vả mới tích lũy được lập tức tiêu tán hơn phân nửa quan trọng nhất là hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất nếu đánh thật đừng nói là có hy vọng đánh thắng hay không coi như thực sự may mắn đánh thắng Chí cường giả ở đây chỉ sợ cũng phải chết một, hai người, mà các chí cường giả tại đây tự nhiên sẽ không có ai muốn làm kẻ xui xẻo kia. Kết quả là ba người Ngô Không đã nhận thua rất xuôn sẻ. Có một câu nói rất hay, nhẫn nhịn nhất thời biển êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng, chờ tổ long trung nguyên của ngươi triệt để không còn, chúng ta lại tính toán sổ sách. Ý niệm tới đây, khí thức của đám người treo trên bầu trời bắt đầu cấp tốc ẩn nấp nhao nhau cho thấy sẽ không lại nhúng tay vào trận chiến đấu giữa giáo chủ Minh giáo và vô vọng Ma tôn, bất qua ba người coi như cũng có một chút ăn ý, mặc dù ẩn nấp khí tức, nhưng vẫn khóa chặt thánh thượng đại càn như cũ, ý tứ rất đơn giản, chúng ta không xuất thủ, người cũng đừng xuất thủ, cứ để cho hai người bọn hắn đánh nhau. Ba người Ngô Không vẫn rất có tự tin đối với giáo chủ Minh giáo. Vô vọng Ma tôn cuối cùng cũng không phải ở trong trạng thái đỉnh phong, cứ đánh như thế này hắn tất nhiên sẽ thua không thể nghi ngờ cho dù hắn đã từng là tuyệt thế thiên kiêu của thuần dương cung cũng không ngoại lệ, liên quan tới điểm này, ở trong lòng của mỗi một vị trí cường giả đều có sự kiêu ngạo của chính mình, nếu chiếm cứ ưu thế ở bên trên tu vi, vậy thì quả quyết sẽ không có đạo lý bại. Ở trong tinh không vô ngần, chiến đấu ở giữa giáo chủ minh giáo và vô vọng ma tôn vẫn còn tiếp tục. Chỉ là khác biệt cùng với lúc ban đầu, cáo tử minh hà vẫn trùng trùng điệp điệp không thấy đầu đuôi như cũ, nhưng lúc này vô vọng thiên lại có một chút co lại, mặc dù vẫn còn rằng co cùng với giáo chủ minh giáo, nhưng đã ẩn ẩn hiển lộ ra mấy phần xu hướng suy tàn, hiển nhiên là nắm đấm của vô vọng ma tôn đánh không lại đối phương. Mà cùng lúc đó vô vọng ma tôn cũng tỉnh táo lại, hoặc có lẽ là hắn đã bị đánh tỉnh, em mờ sao nó, thế giới tuyệt vời như vậy, ta lại táo bạo như vậy, như vậy là không tốt, không tốt. Nói tóm lại, vào thời điểm tỉnh hồn lại vô vọng ma tôn lập tức khôi phục bản chất thái thượng trưởng lão thuần dương cung của hắn, có một chút thả lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, song phương đều đã đánh ra chân hỏa, cũng đã mất đi đường lui. Vậy thì phải làm thế nào? Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, giáo chủ minh giáo dĩ nhiên sẽ bị trọng thương, nhưng phía bên mình vừa mới khôi phục nói không chừng sẽ bị đánh rất cảnh giới, sau đó tiếp tục trầm luân. Mà đây là chuyện mà vô vọng ma tôn tuyệt đối không thể tiếp thụ nổi. Thật vất vả mới trở lại đỉnh phong, còn chưa phách lối được hai ngày, liền bị đánh ngã trở về. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy quá đáng sợ, cho nên đương nhiên, ở trong lòng của vô vọng ma tôn đã đánh chống lui quân, Bất quá mặc dù có ý định như vậy, nhưng suy nghĩ của vô vọng ma tôn lại không giống nhau lắm với người bình thường. Đổi thành người bình thường, lúc này nếu đánh chống lui quân mà nói, nhất định sẽ nghĩ đến việc dần dần thu liếm lực đạo, sau đó từ đánh thực chậm rãi chuyển biến thành đánh giả, mà giáo chủ minh giáo nếu cân nhắc đến lợi ích, 8, 9 phần 10 cũng sẽ phối hợp với hắn, kể từ đó liền có thể hóa can qua làm ngọc bạch, há không phải tốt thay. Nhưng vô vọng ma tôn lại không giống suy nghĩ cơ bản của hắn bây giờ là như thế này đánh không lại thì phải rút lui nhưng cứ rút lui như vậy là rất mất mặt cho nên mình không thể chủ động rút lui không sai chỉ cần làm cho đối phương rút lui trước là được chuyện này giống như là tỏ tình vậy người rất ưa thích một cô gái lại thẹn thùng không dám tỏ tình thế là nghĩ hết biện pháp để khiến cho đối phương tỏ tình với mình loại suy nghĩ quái đản này cũng không phải là ai cũng có nhưng vấn đề là hết lần này tới lần khác vô vọng ma tôn không chỉ có dám nghĩ năng lực hành động của hắn còn vô cùng cao, nghĩ là làm, hắn cũng không có suy nghĩ chi tiết, trực tiếp bắt đầu thôi động vô vọng thiên, ở dưới sự thôi động của hắn, mỗi một tinh cầu ở bên trong vô vọng thiên đều nở rộ quang mang, xu thế nguyên bản thay đổi trong nháy mắt. Tới tới tới, con lợn minh giáo, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem thử ngươi có làm thì ta được hay không. Giết, ầm ầm, vô vọng ma tôn vừa dứt lời, ở bên trong vô vọng thiên của hắn, một tinh cầu bỗng nhiên bộc phát trong nháy mắt, trong chớp mắt liền mở rộng đến cấp độ có thể so với hơn 10 tinh cầu, sau đó hung hăng va vào bên trong cáo tử Minh Hà, làm vỡ nát không ít tinh cầu ở bên trong cáo tử Minh Hà. Tinh cầu đột nhiên bùng nổ giống như vậy còn có hơn 100 viên. chương 1044, hối tiếc, mà điểm giống nhau của bọn chúng là vào sau khi bộc phát xong một đợt, những tinh cầu này không ngoại lệ, đều trực tiếp tịch diệt tại chỗ, triệt để hóa thành phế tinh vô dụng. Đây là thiêu đốt tinh vân, võ giả ở dưới trí cường giả trở xuống vào lúc liều mạng hoặc là thiêu đốt khí huyết, hoặc là thiêu đốt cương khí, hoặc là thiêu đốt nguyên thần, nhưng đến cấp độ trí cường giả, khi liều mạng, chính là thiêu đốt tinh vân bộc phát ra uy lực hơn xa với lúc trước, thậm chí là song phương căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ. Người điên rồi sao, chiêu này của vô vọng ma tôn đã trực tiếp khiến cho giáo chủ minh giáo giật nảy mình. Có cần phải khoa trương như vậy hay không? Ta chẳng phải là chỉ nói ra tên của ngươi thôi hay sao? Có bao nhiêu thủ oán chứ? Chết tiệt, vô vọng thiên thiêu đốt hơn 100 viên tinh cầu còn chưa thể tạo thành trùng kích quá lớn đối với cáo tử Minh Hà, chỉ có thể nói là tổn thất cục bộ, nhưng nếu như toàn bộ vô vọng thiên đều bốc cháy lên, hoặc là thiêu đốt khoảng chừng phân nửa, như vậy tổn thất tạo thành cũng không phải là giáo chủ Minh Giáo có thể gánh vác nổi. Hơn nữa chủ yếu nhất là, không đáng a à, bị chó cắn chẳng lẽ ngươi còn phải cắn nó lại hay sao? Rất thua thiệt, xem như ngươi lợi hại, bản tọa sẽ không so đo với ngươi. Giáo chủ Minh Giáo hít sâu một hơi, cáo tử minh hà cắm rễ vào sâu trong hư không đầu nguồn không thấy tăm hơi bỗng nhiên chấn động một cái sau đó liền bắt đầu thu nạp minh hà vô tận không còn lựa chọn dây dưa cùng với vô vọng ma tôn mà đổi thành một bên sau khi giáo chủ minh giáo chủ động lui bước thân ảnh của vô vọng ma tôn cũng hiện lên ở trong vô vọng thiên thân ảnh lộ ra vẻ khá là hư ảo nhưng biểu lộ ở trên mặt lại là hết sức cuồng ngạo ha ha lão phu quả nhiên là bảo đao chưa già chỉ là một con lợn minh giáo làm sao có thể là đối thủ của ta tuyệt đại đa số trí cường giả đều ôm loại ý nghĩ mình cũng đã từng là thiếu niên như thần này. Nhưng vô vọng ma tôn thì lại không giống, hắn đã tẩu hỏa nhập ma từ khi còn trẻ. Cho nên ý nghĩ của hắn là, ta hiện tại cũng vẫn là thiếu niên như thần. Ở dưới sự hào hứng, vô vọng ma tôn liền quyết định đọc một bài thơ để diễn tả một chút sự cảm khái cùng với tịch mịch vô địch thiên hạ của bản thân. Ngày xưa hổ lạc đồng bằng, ta ăn nhờ ở đậu khúm núm, hôm nay bay lên cửu thiên, ta hăng hái đánh ra trọng quyền không đâu địch nổi, ha 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 ha. Trong lúc nhất thời, ở trong toàn bộ tinh không đều quanh quẩn tiếng cười càn dỡ của vô vọng ma tôn, ngay cả một chút võ giả có tu vi đạt tới đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cũng đều nghe được. Không thể không thừa nhận, vô vọng ma tôn vừa xuất thế liền khiến cho tất cả mọi người nhớ kỹ danh hào của hắn. Mà cùng lúc đó, rất nhiều các trí cường giả đang quan sát cuộc chiến đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, trưởng giáo thuần dương cung ninh thiên cơ trước đây mặc dù thất thủ trong hư không, nhưng cuối cùng cũng không chết, đây chính là một vị trí cường giả kinh diễm, mà trưởng giáo đương đại Trần Khuynh Địch đã là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, vào nay mai đột phá trí cường cũng không phải là không thể. Hiện tại lại xuất hiện một vị vô vọng ma tôn, con em mờ sao nó, như vậy xem ra thuần dương cung ở trong tương lai rất có thể sẽ có ba vị trí cường giả tỏa chấn. Trước đó là do không phản ứng kịp, hiện tại một khi cẩn thận suy nghĩ, mấy vị trí cường giả liền vỡ tổ trong nháy mắt. Cái địch thiên khả hãn Bắc Nhung là người thứ nhất mắng to, ba mạch đạo, Phật, mà các người đều là phế vật à, sống ở Trung Nguyên lâu như vậy, thế mà lại để cho một tòa thánh địa võ đạo sinh sau đẻ muộn vượt lên trước. A-di-đà à, Phật, ngô không cũng lộ ra vẻ mặt nhức cả trứng. Chuyện này không đúng, rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào. Không có đạo lý, chư vị, cung chủ tiên cung một mực giữ yên lặng lúc này cũng dùng ngữ khí ngưng trọng mở miệng, các vị chớ quên, nhìn loại điệu bộ này, thuần dương cung dường như là đứng ở phía triều đình. Nếu thật sự là như thế, đến lúc đó cho dù là tổ long trung nguyên ngủ say tu vi của thánh thượng đại càn suy yếu cũng sẽ có tới trọn vẹn bốn vị trí cường giả ngô không thiên khả hãn đúng thế cung chủ tiên cung vừa nói ra lời này đám người vốn dĩ còn cảm thấy tổ long trung nguyên suy yếu cơ hội hủy diệt đại càn nằm ở trong tầm tay có nhiều trí cường giả liên thủ như vậy còn cần phải sợ một cái đại càn không có tổ long trung nguyên nhưng bây giờ xem ra nếu thực sự đến ngày đó ninh thiên cơ trở về vô vọng ma tôn vẫn còn Trần Khuynh Địch lại đột phá. Còn chưa biết ai đánh ai đâu. Không được, Thuần Dương Cung, không thể lại để cho Thuần Dương Cung phát triển tiếp như vậy. Ba vị trí cường giả liếc nhìn nhau, trong nháy mắt liền đạt được kết luận nhất trí. Không thể không thừa nhận, sự tồn tại của Thánh Thượng Đại Càn đã hấp dẫn tuyệt đại đa số tinh lực của giới tông phái. Nhất là ba mạch đạo, Phật, mà xem như là tông phái dẫn đầu, ở trong mấy trăm năm này cơ hồ đều là nghiên cứu làm sao để đối phó với Thánh Thượng Đại Càn, phòng ngừa đối phương trở thành trí tôn nhân gian, sau đó lấy những thánh địa võ đạo bọn hắn khai đao, cũng chính vì như thế, bọn hắn mới không chú ý đến các thế lực khác, ngoại trừ thuần dương cung. Dù sao thì thuần dương cung cũng còn có một vị thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ, chính là cường giả kích toái mệnh tinh ở bên ngoài ba mạch đạo, Phật, Ma, hơn nữa còn có chiến lực ở vào đỉnh phong, có loại tồn tại này tỏa chấn, sẽ không có ai coi nhẹ thuần dương cung, nhưng loại tình huống này ở trong khoảng thời gian gần đây cũng đã xảy ra cải biến. Không sai, chính là vào trước khi trận chiến thuần dương cung. Thái hoa tiên nhân biến mất đối với võ giả ở dưới trí cường giả mà nói có lẽ là có đủ loại giá trị, nhưng đối với những trí cường giả kia mà nói thì chuyện này chỉ có một cái giá trị thuần dương cung đã phế. Năm đó thuần dương cung gặp phải đại nạn ai cũng rõ ràng, mà xem như là một tòa thánh địa võ đạo trẻ tuổi nhất ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo, nội tình của thuần dương cung kém xa ba mạch đạo, Phật, Ma, ở dưới sự so sánh, không còn ninh thiên cơ, đám người giáo chủ minh giáo liền không còn để mắt đến thuần dương cung. Kết quả thì sao, thất sách rồi, vừa mới khép hai mắt lại rồi mở ra, thế mà lại xảy ra vấn đề. A-di-đà Phật, mấy vị trí cường giả đều lộ ra mấy phần thần sắc hối tiếc, bây giờ sau khi cẩn thận suy tư, mới phát hiện ra thuần dương cung thế mà đã yên lặng phát dục, tạm không nói đến thực lực của võ giả trung tầng, chỉ vẻn vẹn là võ giả cao tầng, hiện tại đã có hai vị kích toái mệnh tinh, một vị là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đặt ở bên trong ba mạch đạo, Phật, Ma, đây cũng là thực lực nhất định phải coi trọng. Chương 1045, cơ hội tốt. Như vậy vấn đề đã đến, có nên sớm bóp chết Thuần Dương cung hay không? Làm sao để bóp chết? Ngươi nói đùa rồi, đối với lời hỏi thăm của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, Ngô Không cùng với cung chủ Tiên cung đều là khịt mũi coi thường, tạm thời không nói đến thân phận thánh địa võ đạo của Thuần Dương cung, chỉ vẻn vẹn là vị trí địa lý của Thuần Dương cung đã rất khó giải quyết, vị trí Thái Hoa Sơn nằm ở Thanh Châu đạo đây chính là ở trong nội địa Trung Nguyên chính là một loại địa phương quái quỷ Thánh thượng đại can thế nhưng là có thể xuất thủ không có một chút cố kỵ nào trừ phi là có thể câu dẫn vô vọng ma tôn đi ra từ nội địa Trung Nguyên hơn nữa còn phải dùng trận pháp cố định hắn khiến cho hắn không có cách nào chạy trốn hơn nữa còn phải liên hợp với mấy vị trí cường giả mới vây giết được các ngươi cũng không phải là không biết một vị trí cường giả có thể bị đánh bại nhưng nếu muốn giết chết mà nói cũng không phải là có độ khó giống nhau khục, trí cường giả được thiên đạo chiếu cố, là cảnh giới mạnh nhất ở phía dưới trí tôn nhân gian, nếu như có thể dễ dàng bị giết chết mà nói, vậy sẽ không xứng với cái danh xưng trí cường này, ngươi nhìn vô vọng ma tôn đi, đều đã tắt điện lâu như vậy, kết quả là bắt lấy một cái cơ hội, còn không phải là đã khôi phục tinh vân, trở lại đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được sinh mệnh lực của trí cường giả là cực kỳ đáng sợ. Kết quả là, đánh cũng đánh không chết, mà đợi cũng đợi không được. Vậy phải làm thế nào? Chuyện này, trong lúc nhất thời tất cả các trí cường giả đều có một chút trầm mặc. Có lúc chính là như vậy, người biết rất rõ ràng là nên làm như thế nào, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà sẽ không thể làm như vậy. Thẳng đến cuối cùng, cung chủ tiên cung mới ung dung mở miệng nói. Vô vọng thiên ở bên trong vận mệnh tinh không, một khi chúng ta vây giết hắn, sẽ rất khó ngăn cản hắn chạy trốn, cũng rất khó ngăn cản dư ba chiến đấu khuyết tán, thánh thượng đại càn sẽ rất dễ dàng liền có thể đến đây trợ giúp, vậy vì sao không đổi một cái địa phương không có những vấn đề này có ý tứ gì nếu như rời khỏi vận mệnh tinh không đi đến vực ngoại hư không mà nói vậy cũng sẽ không thành vấn đề a ngươi đang nói ngô không là người thứ nhất phản ứng lại lập tức chắp tay trước ngực mặc niệm một tiếng a di đà phật thiên khả hãn bắc nhung phản ứng hơi chậm một chút nhưng vẫn hiểu được thái hoa tiên nhân ấn ký mà hắn để lại ở trong vận mệnh tinh không không có biến hóa nhưng mệnh vận tinh vân của hắn lại bị hắn chuyển rời đến vực ngoại hư không bên ngoài đại thế giới trung thổ. Người nghĩ xem, lấy tình cảnh bây giờ của thuần dương cung. Hắn có thể trở về hay không? Nếu như muốn trở về, vậy thì chúng ta hãy bố trí mai phục ở bên ngoài vận mệnh tinh không, cho đến thời điểm hắn trở về, trực tiếp bí mật phây giết hắn tại vực ngoại hư không mà nói. Chẳng phải là có thể suy yếu thuần dương cung hay sao? Đề nghị của cung chủ tiên cung khiến cho thiên khả hãn bắc nhung cùng với ngô không cũng đều có một chút trầm mặc. Quả thật, lúc ban đầu bọn hắn cũng không có suy nghĩ lên trên người của Ninh Thiên Cơ, chủ yếu là so sánh cùng với Ninh Thiên Cơ, vô vọng ma tôn có vẻ yếu hơn một bậc, cũng càng dễ giết hơn một chút, bất quá bây giờ xem ra, nếu như nhất định phải vây giết một đối tượng mà nói, Ninh Thiên Cơ mạnh hơn ngược lại sẽ là một cái mục tiêu tốt hơn. Ý niệm tới đây, hai người không tự chủ được mà đánh giá cung chủ tiên cung một chút. Chật, ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo, nếu như nói ba mạch đạo, Phật, ma nhập thế sâu nhất mà nói, vậy tiên cung chính là biểu tượng của sự ẩn thế cơ hồ là chưa từng xuất hiện ở trên giang hồ vốn cho rằng người đi ra từ bên trong cái tông môn này đều là người thành thật đá ẩn cư rất lâu hiện tại xem ra toàn bộ đều là tán dóc đám người ngồi ở trong nhà này mới là âm hiểm nhất bất quá chúng ta chính là thích loại người này cứ quyết định như vậy đi về sau chúng ta sẽ bàn bạc tình huống cụ thể ừm ở trong lúc các trí cường giả thương nghị ở bên trong bôn lôi quan tây vực chiến đấu giống như đã kết thúc trần khuynh địch mở ra hai mắt nhắm chặt quang mang tổ khiếu huyệt trên mi tâm rốt cục cũng ẩn nặc xuống dưới hắn mặc dù không có mệnh tinh bất quá dựa theo sự thôi diễn của tịch đồng dùng khiếu huyệt nhân thể kêu gọi ngôi sao ở bên trong vận mệnh tinh không chỉ cần hắn nghĩ cũng có thể tiến vào bên trong vận mệnh tinh không dù sao thì thực lực của trần khuynh địch cũng đã đạt đến cái cấp bậc kia tối đa chỉ là khác biệt ở bên trên thủ đoạn mà thôi sao rồi người nào thắng vừa dứt lời long thiên tứ liền vội vã không nhịn nổi mà dò hỏi có phải là người thuần dương cung chúng ta hay không? Hẳn là vậy, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, dù sao thì ta cũng nghe được tiếng cười to của Vô Vọng Ma Tôn, nói không chừng người ta đã là quyền đánh ngô không, chân đá minh giáo, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dù sao nói thế nào cũng là thiên kiêu chi tử của thuần dương cung chúng ta năm đó, xem ra cũng không kém hơn ta bao nhiêu. Có đạo lý, dù sao thì nhận biết của Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ đối với kích toái mệnh tinh cũng không đủ. Ở dưới quan điểm của hai người, Vô vọng ma tôn đại khái chính là Trần Khuynh Địch ở cái thời đại kia, mà Trần Khuynh Địch đánh với đối thủ đồng cảnh giới, lần nào không phải là treo ngược lên đánh. Đổi thành vô vọng ma tôn hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Tối thiểu là Trần Khuynh Địch cảm thấy nếu như bản thân trở thành trí cường giả mà nói, quyền đánh ngô không, chân đá minh giáo, hẳn là không thành vấn đề. Người hỏi vì sao à? Nói nhảm, thiên kiêu chi tử đi ra từ thuần dương cung chúng ta một người đánh bảy tám người còn không phải là chuyện đương nhiên hay sao? bằng không thì ngươi cho rằng cái gì gọi là tuyệt thế thiên kiêu a à. quá tốt rồi long thiên tứ quơ quơ quả đấm không ngờ được vô vọng ma tôn nhà mình lại cường đại như vậy nếu là vậy hắn chẳng phải là sẽ không cần phải sợ ba mạch đạo phật ma có thể đi dương oai khắp nơi trên bản chất mà nói long thiên tứ kỳ thật cũng là người ưa thích dương oai chỉ là trước kia thuần dương cung không có cho long thiên tứ vốn liếng để dương oai nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước bây giờ trí cường giả đã có vô vọng ma tôn hỏa luyện kim đan có Trần Khuynh Địch, võ đạo tông sư có bốn nữ Dương Xuân, Long Thiên Tứ hắn cuối cùng cũng đã được giải phóng ra ngoài. Đây là thời điểm để hắn dương oai, ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ đảo trong mắt, nói. Đã có ma tôn xuất thủ, vậy cũng không cần lo lắng minh giáo lật bàn, mà vạn lý liên doanh cũng sẽ trở nên ổn thỏa, ở bôn lôi quan nơi này lại vừa mới đánh xong một trận đại chiến, vô luận là Tây Vực hay là Trấn Tây Quân, toàn bộ đều là mỏi mệt không chịu nổi. Đây thật sự là một cơ hội cực tốt, chương 1046, kế sách hoàn mỹ. Ở trong hai mắt của Long Thiên Tứ lấp lóe ánh sáng trí tuệ. phảng phất như quân thần phụ thể, kỳ thật Long Thiên Tứ ta vẫn luôn có một cái ước mơ, đó chính là ở trên chiến trường mở ra văn thao vũ lược ở bên trong ngực của ta. Khuynh địch, ta có một kế, có thể giúp người đại phá quân địch. Trần Khuynh địch, nói thật, Trần Khuynh địch có một chút bị giật mình. Nói thật, Trần Khuynh địch rất tự biết đối với năng lực của mình, mặc dù có tu vi không sai, thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn xác thực là không quá am hiểu sự tình cần động não, mà có một câu nói rất hay, vật họp theo loài, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, lăn lộn với hắn lâu như vậy, Long Thiên Tứ ở bên trên phương diện IQ tự nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Mà Long Thiên Tứ dạng này, thế mà lại nói hắn có một kế. Chật, người làm như vậy chẳng phải là muốn lấy mạng của Trấn Tây Quân, người có loại trình độ gì ta còn không rõ ràng hay sao, lão trạch nam thuần dương, bởi vì đắc tội quá nhiều người mà không dám chạy loạn khắp nơi, cả đời này chỉ sợ là chưa từng chỉ huy qua quân đội, có thể có được sách lược gì. Tin người còn không bằng ta nhìn xem hoàng lịch, khuynh địch, thái thượng trưởng lão nghiêm túc chứ. Đương nhiên, lúc này Long Thiên Tứ phảng phất như là bị quân thần bám vào người vậy, cương khí ở trong tay ngưng tụ thành một chiếc quạt lông, vừa kích động vừa sờ lên tròm dâu bạc trắng của mình, mở miệng chính là một câu, nhớ lại trước kia. Tại trận chiến Thái Hoa Sơn, lão phu tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu đẩy lui địch nhân, bây giờ làm một lần nữa cũng chưa chắc là không thể. Trần Khuynh Địch, ngươi nói cái gì thế? Trận chiến Thái Hoa Sơn còn không phải là công lao của Trần Khuynh Địch ta hay sao? Dừng lại một chút, Long Thiên Tứ dường như cũng biết lời này của mình nghe vào không phải là rất đáng tin cậy, vội vàng nói bổ sung, thực sự, ngươi hãy tin ta, ta vừa rồi linh quang lóe lên, quả thực là đã nghĩ ra một cái phương án tác chiến tinh diệu tuyệt luân, tuyệt đối có thể nhất cử đánh vỡ cục diện bế tắc ở vạn lý liên doanh Tây vực. Đối với lời giải thích của Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch chỉ cười lạnh một tiếng phương án tác chiến tới từ đâu ta vừa mới nghĩ ra được không ngươi không nghĩ ra được chớ nói lung tung trần khuynh địch trực tiếp chặn ngang lời nói của long thiên tứ nói đùa cái gì trấn tây quân huyết chiến tại bôn lôi quan lâu như vậy thật vất vả mới thấy được ánh dạng đông chiến thắng ngươi chuyển tay nếu như lại đào hố bọn hắn ta sẽ cắn rứt lương tâm tại sao ngươi lại không tin ta long thiên tứ gấp đến độ muốn giơ chân lên ngươi cho rằng ta là kẻ lỗ mãng như ngươi hay sao nhìn qua trí kế vô song trên thực tế căn bản chính là kẻ ngu giả trí ban đầu ta còn chưa kịp phản ứng nhưng ở trong khoảng thời gian này ta đã cẩn thận nghiên cứu một lần mới xem như thấy rõ diện mục thật của ngươi trần khuynh địch nói năng bậy bạ thanh danh trần khuynh địch trí kế vô song của ta toàn bộ người giang hồ đều biết ngươi đừng vội phỉ báng ta bằng hiếu thì là bằng hiếu ngươi lại nói lung tung cẩn thận ta sẽ trở mặt a à. quả thật trần khuynh địch là người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình hắn biết rõ ràng bản thân cũng không phải là rất thông minh nhưng đây cũng chỉ là tự mình biết, những người khác cũng không thể biết. Nếu không mặt mũi của cung chủ vạn thọ cung phải để vào đâu? Hừ, Long Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, nếu như là trước kia hắn còn có khả năng sẽ bị dao động, nhưng mà bây giờ hắn đã thấy rõ tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch này, đương nhiên sẽ không trột dạ, nói chuyện của ngươi thì chính ngươi sẽ rõ ràng, nhưng Lão Phu cũng không giống. Năm đó nếu không phải Lão Phu trổ tài, Thuần Dương Cung còn chưa nhất định có thể phát triển đâu nói dóc trần khuynh địch khít mũi coi thường nói thuần dương cung có thể phát triển dựa vào chính là nghĩa phụ người ta thế nhưng là có thực lực kích toái mệnh tinh ta không nói lung tung nói đến đây long thiên tứ thật sự là có một chút phát điên kích toái mệnh tinh thì thế nào trưởng giáo hắn thì biết cái gì chỉ biết luyện kiếm hắn sẽ biết rõ làm sao để trông nom tài chính tông môn hay sao hắn biết rõ làm sao để câu thông với người dưới trướng hay sao hắn biết rõ làm sao để tính toán tỉ mỉ và tích lũy tài nguyên hay sao hắn biết rõ làm sao để bồi dưỡng đệ tử hay sao nếu như không có lão phu chống đỡ chỉ có một mình hắn thì sẽ chả làm nên chuyện gì coi như là tên tiểu tử thúi nhà ngươi tài nguyên tu luyện lúc trước vẫn là do lão phu làm ra từng chút một nếu như nói tông chủ là nghĩa phụ của ngươi ta tối thiểu là chú ruột của ngươi năm đó ngươi ăn của lão tử uống của lão tử hiện tại quay người liền trở mặt không quen biết quả nhiên là thế phong nhật hạ lòng người rét lạnh. Trần Khuynh Địch càng nghe mặt càng đen, lão thất phu long thiên tứ này lại lên cơn vô lại, nghe hắn lẩm bẩm ở bên tai mình, giống như là mũi kêu vậy, cuối cùng Trần Khuynh Địch vẫn là không nhịn được. Tốt tốt tốt, ngươi nói đi, ta nghe ngươi nói còn không được sao, để cho ta nghe xem thái thượng trưởng lão của chúng ta có mưu kế kinh thiên gì. Tốt, thấy Trần Khuynh Địch đã thỏa hiệp, Long Thiên Tứ lập tức lên dây có tinh thần, trở nên hăng hái, lập tức vung tay lên, hăm hở nói ra, ta vừa mới nghĩ kỹ, bây giờ chiến sự ở Bôn Lôi Quan vừa mới kết thúc, quân đội Tây vực ở phía đối diện đề phòng sơ suất, mà vạn lý liên doanh ở phía bên kia cũng ở vào cục diện bế tắc, nếu như chúng ta có thể phái ra một nhánh bộ đội tinh nhuệ trực đảo Hoàng Long, giết vào Tây vực. Tin rằng Tây vực tất nhiên sẽ được cái này mà mất cái khác, chúng ta đốt bọn hắn, giết bọn hắn tại cảnh nội Tây vực, dần ra, Tây vực cũng sẽ bị bước rút lui, đây chính là đạo lý vây ngụy cứu triệu mà ở trong binh pháp nói tới. Thấy sao, nhìn ánh mắt đặc biệt mong đợi của long thiên tứ trần khuynh địch mỉm cười sau đó đứng dậy cáo từ vì sao kế sách hoàn mỹ của ta có vấn đề gì nói thật trần khuynh địch kỳ thật là không nhìn ra vấn đề gì nhưng như vậy thì thế nào trần khuynh địch ta nhìn không ra vấn đề không phải là chuyện đương nhiên hay sao điều này cũng không trọng yếu trọng yếu là trần khuynh địch biết rõ kế hoạch này là do long thiên tứ nói ra hơn nữa còn là một cái kế hoạch cần mạo hiểm trần khuynh địch thế nhưng là rất rõ ràng theo khoa học nghiên cứu cho thấy, lão nhân phàm là đã có tuổi, đều sẽ có một loại ảo giác mình chiếm được trí tuệ ở trên con đường nhân sinh dài dằng dặc. Không thể phủ nhận, xác thực có một bộ phận lão nhân ở bên trong kinh lịch nhân sinh lấy được trí tuệ. Nhưng Trần Khuynh Địch tin tưởng, Long Thiên Tứ sẽ tuyệt đối không có ở trong đó. Mấu chốt là nếu như ngươi nói ra kế hoạch tương đối ổn thỏa, coi như thất bại cũng không có gì nguy hiểm mà nói, vậy thì cũng thôi đi, nhưng ngươi nói ra cái kế hoạch này, nghe xong chính là mạo hiểm nếu thất bại bôn lôi quan tám, 9 phần 10 là sẽ gặp nguy hiểm, như vậy ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. chương 1047, xong đời rồi. Huống chi, Long Thiên Tứ một không có chiến tích, hai không có kinh nghiệm, ba không có uy vọng, một tên gia hỏa ở trong mấy chục năm không trải qua chiến tranh đột nhiên xuất hiện nói rằng ta có một cái có thể đại phá quân địch, may mà người này là Long Thiên Tứ, bằng không nếu Trần Quynh địch nhìn thấy loại người này, chính là đấm cho một quyền, để cho hắn nếm thử cái gì gọi là xã hội đánh đập tiểu tử thúi ngươi đừng có như thế cái kế sách này của ta thực sự là có tính khả thi long thiên tứ thấy trần khuynh địch hoàn toàn không có ý tứ tiếp thu vội vàng tiếp tục nói bày ra biểu lộ không cam tâm nói trắng ra là sau khi phát hiện ra ở trên người của mình đã không có bất luận áp lực gì cả người của long thiên tứ cũng bắt đầu có một chút bành trướng hơn nữa sở dĩ hắn nói ra cái kế hoạch này cũng có một chút tâm tư nhỏ của bản thân nghe nói tổng đàn minh giáo bây giờ đang ở bên trong tây vực đến lúc đó nói không chừng cũng có thể đi trộm. Không cần nói nữa, ta cự tuyệt, khục, thấy Trần Khuynh địch sống chết cũng không đồng ý, Long Thiên Tứ rốt cuộc cũng có một chút thất vọng nhếch nhếch miệng, nhưng xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người của Trương Tử Văn đang ở trong quân doanh lúc này. Chờ đến thời điểm Trần Khuynh địch nhận được tin tức thì đã chậm. Ngươi nói cái gì? Lão thất phu kia đã đích thân mang người rời khỏi bôn lôi quan. Trần Khuynh địch lộ ra vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Trương Tử Văn, giống như là nhìn thần tiên vậy còn kém không nói ở trong óc của ngươi có phải là toàn cức hay không trong óc của ngươi có phải là toàn cức hay không trương tử văn không phải trần khuynh địch lộ ra vẻ mặt phát điên nói sao ngươi lại để cho hắn dẫn người rời đi hắn mang theo bao nhiêu người tại sao phải đi không phải là vì cái kế hoạch quỷ quái kia của hắn đó chứ bộp nghe đến đây trương tử văn vỗ tay một cái nói ngài cũng biết kế hoạch của long đại nhân sao không thể không thừa nhận bộ hạ của đại đô đốc hoàng thành tư ngài đúng là có không ít nhân tài thậm chí là ngay cả loại thành thạo chiến lực quân sự như long đại nhân cũng đều có nói thật là ngay cả ta cũng có một chút ngoài ý muốn lúc này đến phiên mặt mũi của trần khuynh địch tràn đầy dấu chấm hỏi ngươi nói cái gì thế thành thạo chiến lược quân sự long thiên tứ sau khi thần sắc biến hóa liên tiếp trần khuynh địch cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn trương tử văn ở trên mặt mũi tràn đầy sự đồng tình lắc đầu nói thì ra là thế vào thời điểm trước đó trương đô hộ người đối kháng với Tây Vực ở đầu tường, bị tên là Tây Vực bắn trúng đầu sao. Ta hiểu được, người hãy đi về nghỉ ngơi một chút đi. Hả, trương tử văn lộ ra vẻ mặt không hiểu mà nhìn Trần Khuynh Địch, lúc này mới phát hiện ra cuộc nói chuyện giữa mình và vị đại đô đốc Hoàng Thành Tư này dường như có một chút không đúng, đại đô đốc, ngài có phải đã hiểu lầm chuyện gì hay không? Hiểu lầm, Trần Khuynh Địch cười khổ nói, không không không, ta làm sao lại hiểu lầm, trương đô hộ ngươi ngày đêm vất vả, ta hoàn toàn có thể lý giải ngươi, yên tâm đi, ngươi cứ đi nghỉ trước đi, ta sẽ đuổi theo lão thất phu kia bắt trở về. Bắt trở về, tại sao lại phải bắt trở về? Trương Tử Văn chừng mắt nói, hắn đưa ra kế hoạch ưu tú như thế, còn nguyện ý lập ra quân lệnh trạng, đích thân xuất quân rời đi, vì sao đại đô đốc lại muốn bắt hắn trở về? Trần Khuynh Địch ngây ngốc một hồi lâu mới phản ứng được. Kế hoạch ưu tú, ngươi cảm thấy kế hoạch của hắn rất ưu tú sao? Đúng thế, Trương Tử Văn lộ ra vẻ mặt đương nhiên, Thừa dịp đại quân Tây vực đều đang ở Bôn Lôi Quan cùng với bên trong vạn lý liên doanh, xuất lĩnh một nhánh kỳ binh thâm nhập hậu phương địch nhân, sau đó quân ta lại tiến hành phối hợp, đây không phải là một kế hoạch cực kỳ tuyệt vời hay sao? Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng ta tin rằng lấy ánh mắt của Long đại nhân là sẽ không có vấn đề. Huống hồ tu vi của Long đại nhân cũng rất mạnh, có cường giả hỏa luyện kim đan mà nói, ta cũng rất yên tâm. Có cái gì không đúng sao? Không đúng, toàn bộ đều không đúng có hiểu hay không? Trong cái chấp nhóm này, Trần Khuynh Địch thật sự là có một chút hoài nghi thời đại có phải đã thay đổi hay không, kỳ thật là đồ đần ở thuần dương cung chỉ có một mình hắn, Long Thiên Tứ mới là trí kế vô song ẩn núp. Không không không, tuyệt đối không có khả năng này, nhất định là có chỗ nào xảy ra vấn đề, lão thất phu kia mang ai theo, ngoại trừ viện quân của thuần, viện quân của Hoàng Thành Tư, Trương đồ hộ người cũng sẽ không cho hắn thêm binh mã đó chứ. Đương nhiên là cho, trương tử văn ngẩng đầu ưỡn ngực, nói thật hiếm khi có tướng lĩnh sẵn sàng giúp đỡ quốc gia, thậm chí còn không ngần ngại gặp nguy hiểm, trương tử văn ta làm sao có thể không bỏ ra một phần lực. Ta đã giao toàn bộ cứu thiên kỵ mà ta bí mật bồi dưỡng cho hắn, hơn nữa mỗi một binh sĩ đều được trang bị ít nhất hai thất chiến mã. Tin rằng lòng đại nhân nhất định sẽ không khiến cho ta và đại đô đốc ngài thất vọng. Xong đời rồi, khóe miệng của Trần Khuynh Địch điên cuồng run rẩy không có cách nào khống chế, đây rõ ràng chính là đưa dê vào miệng cọp. Gặp quỷ, quan trọng nhất là, lão thất phu kia thế mà hoàn toàn không thèm nói với mình liền rời đi bằng vào một chút tu vi kia ở trong tây vực bây giờ thì có thể làm gì nếu thật sự phá hủy một cách trắng trợn minh giáo không xuất thủ ngăn cản mới là lạ không phải là trang bước quá lâu đã coi mình thực sự vô địch đó chứ không được mình cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ trương đô hộ lão thất phu kia đã ra khỏi thành được bao lâu không dược bao lâu trương tử văn không hề lo lắng nói ra trước đó ta và long đại nhân đã thương lượng qua Trải qua sự quan sát trong thời gian dài của ta, ta đã nắm giữ cơ bản phân bố của quân đội Tây Vực ở phía đối diện, lấy năng lực của Long Đại Nhân, hiện tại cũng đã phát động phá vây rồi, không mất bao lâu liền có thể giết vào nội địa Tây Vực. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể, ồ, oh, nói như vậy Long Thiên Tứ còn chưa có rời khỏi khu vực bôn lôi quan. Rất tốt, thừa cơ hội này mau bắt hắn trở về. Bây giờ Thuần Dương cũng có mình chống đỡ, căn bản không cần tên gia hỏa kia liều mạc, thật không biết hắn đang làm cái quỷ gì ngoan ngoãn ở bên trong tông môn tiến hành tu luyện thì không tốt sao cũng đã trưởng thành đến như thế này rồi đã trêu chọc một đống lớn cửu địch còn thích đi ra ngoài liều mạng cũng không nghĩ một chút xem bản thân đã bao nhiêu tuổi chẳng lẽ không thể ở trong tông môn hưởng thụ cuộc sống hay sao trần khuynh địch tràn đầy suy nghĩ ở trong đầu hoàn toàn không nghe thấy lời nói tiếp theo của trương tử văn mà là tiếp tục nói xin lỗi trương đô hộ ta nhớ tới một chuyện sự tình trọng yếu còn chưa bàn giao cho thuộc hạ ta đi trước đây ấy chương 1048, Đà Thiên Kỵ. Không chờ Trương Tử Văn đáp lời, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp rời đi. Mà Trương Tử Văn thì là đứng tại chỗ, đưa tay làm ra tư thế muốn giữ lại, chỉ tiếc là không thể giữ ai lại. Mà vị đại đô hộ này cứ duy trì cái tư thế này trong trọn vẹn một phút đồng hồ. Sau đó để tay xuống, truyền lệnh xuống, tụ tập quân đội, Trương Tử Văn sau khi thu liếm biểu lộ, khôi phục lại cỗ tác phong cùng với tư thái thiết huyết kia một lần nữa, Nói, lần này là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở, có người hoàng thành tư hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực, chúng ta sẽ trực đảo Hoàng Long, lần này chúng ta sẽ triệt để công phá quân doanh Tây vực, đánh cho đám man di Tây vực chạy trở về một lần nữa. Vâng, đại nhân, tướng sĩ một mực ở bên cạnh lập tức lớn tiếng nói. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, Trương Tử Văn bất đắc dĩ thở dài, hiếm có đại đô đốc cùng với Long đại nhân hiểu rõ đại nghĩa như thế, thế mà nguyện ý trả giá vì bậc kế hoạch mồi nhử này như thế ta làm sao có thể không giúp một phần sức lực. Ấy, thị vệ ở bên cạnh có một chút ngoài ý muốn, hỏi, đô hộ đại nhân, kế hoạch của Long đại nhân chẳng lẽ không phải là tiến vào nội bộ Tây vực áp dụng chiến thuật đất khô cằn hay sao? Cái gì là kế hoạch mồi nhử chứ? Ồ, trương tử văn ngạc nhiên quay người, nói, người đang suy nghĩ cái gì đấy, chiến thuật đất khô cằn. Loại chiến thuật vừa nhìn liền biết tuyệt đối không có khả năng thành công này làm sao có thể có tác dụng chứ? Long đại nhân thân làm người đứng thứ hai hoàng thành tư, làm sao sẽ đưa ra loại kế hoạch này? Người phải học được năng lực nhìn xuyên qua hiện tượng thấy bản chất mới được. Ví dụ như Đại Đô Đốc đã thấy rất rõ ràng, ta chỉ mới hơi đề điểm một chút là hắn đã biết đây thật ra là một cái kế hoạch mồi nhử. Cũng không cần ta nói nhiều, không hổ là nam nhân có thể trở thành quan nhất phẩm mà thánh thượng xem trọng. Quả nhiên là thông minh vô song, thị vệ, thấy thị vệ vẫn không hiểu, trương tử văn đành phải tiếp tục giải thích, chính ngươi hãy suy nghĩ một chút, nếu như có một nhánh kỵ binh tinh nhuệ sát nhập vào nội bộ tây vực vậy lúc này đại quân tây vực đang ở bên ngoài sẽ ứng đối như thế nào tất nhiên sẽ được cái này mất cái khác từ đó trận hình đại loạn thậm chí là xuất hiện làm phản bất ngờ phàm là binh sĩ đánh trận lâu tại dị vực tất nhiên sẽ tưởng niệm cố hương kết quả hiện tại phát hiện ra quê quán đang bị công kích những binh lính này sẽ cảm thấy như thế nào đến lúc đó chúng ta chỉ cần lan truyền lời đồn liền có thể khiến cho tâm trạng của đại quân tây vực dung chuyển sau đó lại thừa thế xông lên, liền có thể đánh tan hoàn toàn bọn hắn. Chỉ đáng tiếc là, muốn đạt thành điểm này, áp lực của Long Đại Nhân cùng với Đại Đô Đốc sẽ rất lớn, hai người bọn họ nhất định phải cam đoan mình sẽ không bị Tây Vực vây quét, mà Đại Đô Đốc rõ ràng là cảm thấy thực lực của Long Đại Nhân còn có một chút khiếm khuyết, thế là chủ động xin đi giết giặc, thậm chí là vì phòng ngừa ta lòng sinh ái náy, còn đặc biệt tìm một cái cớ vụng về để rời đi. Nói đến đây, Trương Tử Văn không khỏi lau khóe mắt một cái. Có trung thần tướng giỏi như thế, lo gì ta đại càng không thể thắng. Thị vệ, chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Tâm tình của Long Thiên Tứ lúc này là rất cao hứng. Nhìn đại quân dưới trướng, Long Thiên Tứ hận không thể lập tức triển lộ tài trí kinh người của mình. Sau đó tới một màn trong lúc nói cười địch nhân tan thành mây khói. Bất quả lý trí đã nói cho hắn biết, chuyện này là không thực tế. Cho nên tâm tình của Long Thiên Tứ lúc này dù là đặc biệt bành trướng, vì tính mệnh của những thủ hạ tinh binh này, hắn vẫn giữ vững tỉnh táo huống chi lúc này quân đoàn thuần dương cung cũng đã bị hắn mang ra ngoài, liền càng phải thật cẩn thận, chỉ cần hơi sai lầm, nói không chừng sẽ chính là toàn quân bị diệt. Mọi người nghe hiệu lệnh của ta, dựa theo thuyết pháp của trương đô hộ, lại chờ thêm một lúc, vào thời điểm binh lính tuần tra trong quân doanh Tây vực thay thế, ở trong này có một khoảng thời gian chênh lệch cực nhỏ. Chỉ có nắm chắc cái cơ hội này chúng ta mới có thể lao ra khỏi vòng vây. ngẩng đầu lên nhìn trời, đêm khuya người vắng, trời tối trăng mờ, mây đen răng đầy, chính là cơ hội giết người phóng hỏa thật tốt. Chuẩn bị, đi theo ta, ầm ầm, ngay trong nháy mắt Long Thiên Tứ phát ra hiệu lệnh, phản ứng lại trước hết chính là quân đoàn thuần dương cung, hơn một nghìn cỗ khí tức cảnh giới tiên thiên luyện thần phản hư vào thời khắc này giống như núi lửa bộc phát vậy, mãnh liệt tuôn trào ra, sau đó cấu kết với kỵ binh chung quanh, hội tụ thành một cột khí trụ lang yên trùng trùng điệp điệp. Người có thể xem thường Long Thiên Tứ, nhưng cũng đừng xem thường thế lực của Long Thiên Tứ lúc này. Quân đoàn thuần dương cung mặc dù không hiểu quân trận, nhưng tăng cường thực lực như kiểu nhồi vịt vẫn như cũ khiến cho bọn hắn có được sức chiến đấu từ tinh nhuệ trở lên. Mà ngoài ra, quan trọng nhất là Trương Tử Văn vì bảo đảm sự thuận lợi cho kế hoạch mồi nhử, đã phân phối đà thiên kỵ cho Long Thiên Tứ. Đây là một loại binh chủng kỵ binh Tây Vực đặc thù. Chiến mã của binh sĩ là đà thiên câu đặc sản của Tây Vực, không chỉ có được sức chịu đựng cực cao, và lại ở trong cơ thể còn có thể chứa đựng thức ăn và nước uống, chỉ cần cho nó ăn no một lần, liền có thể trèo trống được một khoảng thời gian rất lâu ở bên trong các loại địa hình đặc thù như sa mạc và hoang dã cũng đều có được năng lực di động vượt qua chiến mã bình thường nói một cách khác đây là một loại binh chủng đặc thù chỉ thể sinh ra kỳ hiệu tại loại địa phương như tây vực đặt ở bắc nhung lang kỵ bắc nhung đủ để xé loại kỵ binh này thành mảnh nhỏ đặt ở đông hải trừ phi có thể chạy ở trên nước nếu không cơ bản không có tác dụng gì đặt ở nam cương khí hậu nhiệt đới khiến cho đà thiên câu không quen bởi vì vậy loại kỵ binh này chỉ có một nhánh ở trong tay của Trương Tử Văn. Mà không thể nghi ngờ, đây là một nhánh kỵ binh rất thích hợp với chiến thuật cướp bóc đốt giết tại Tây Vực. Nói đến đây thì có rất nhiều người đều hiểu được đại khái, không sai, chiến thuật cướp bóc đốt giết kỳ thật Trương Tử Văn năm đó cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ là do trở ngại đủ loại nguyên nhân mà từ bỏ, dù sao thì tình hình chiến đấu giống như bây giờ, Tây Vực dốc hết toàn lực, ở trong nội bộ Tây Vực trống giống trước kia cũng chưa từng xuất hiện. Nói tóm lại, Xem như là kỵ binh chuyên môn vì chấp hành chiến thuật cướp bóc đốt xiết mà ra đời, có thể thấy được lốm đốm trình độ tinh nhuệ của Đà Thiên Kỵ, quan trọng nhất là bọn họ còn hiểu quân trận, lúc này được Long Thiên Tứ an bài ở cạnh ngoài đội ngũ, dùng quân trận bao lấy quân đoàn thuần Dương Cung, thống nhất lực lượng hoàn mỹ với nhau. Quân đoàn thuần Dương Cung trở thành động cơ của Đà Thiên Kỵ, mà Đà Thiên Kỵ chính là một cỗ chiến xa được võ trang đầy đủ. Chương 1049, Tuyệt học lợi hại nhất. Về phần Long Thiên Tứ bằng vào tu vi hỏa luyện kim đan đủ khiến cho hắn trở thành hỏng pháo của chiến xa, còn là loại hỏng pháo có đường kính cực lớn. Phá, ở dưới sự duy trì của khí huyết binh sĩ, tu vi của Long Thiên Tứ Lăng không cất cao thêm một tầng, nguyên bản cự ly so với đại đạo huyền quang 10 vạn dặm còn có một chút khoảng cách, sau khi được quân trận gia trì, lập tức xông phá tầng ngăn cách kia, khi tất cả người trở nên cường thịnh đến cực hạn, ở dưới sự xuất lĩnh của hắn, khoảng chừng 8.000 đà thiên kỵ cùng với quân đoàn thuần dương cung liền giống như là đao nhọn sắc bén nhất, trực tiếp đâm vào bên trong quân doanh Tây Vực, trong chớp mắt liền đâm xuyên thấu nó. Đã xảy ra chuyện gì? Địch tập kích, trấn Tây quân tập kích doanh trại. Đáng chết, Long Thiên Tứ vừa xuất hiện, toàn bộ quân doanh Tây Vực lập tức xôn xao một trận, nguyên bản mà nói, loại chuyện có người tập kích doanh trại này ở phía Tây Vực cũng không phải là không có phòng bị. Nhưng thứ nhất, từ khi Trương Tử Văn tỏa trấn bôn lôi quan cho đến nay cũng chưa từng làm qua loại sự tình này. Thứ hai, ở phía Tây vực tự cho bản thân có quân nhiều tướng mạnh, cho nên dù sao cũng hơi lười biếng, trên thực tế Trương Tử Văn cảm thấy kế hoạch mồi nhử của Long Thiên Tứ rất có thể sẽ thành công, cũng là bởi vì điểm này, bằng vào kinh nghiệm xa trường của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra tây vực lười biếng. Mà ở phía dưới sự sắp xếp của hắn, Long Thiên Tứ cũng thuận lợi bắt lấy được thời cơ. Vẹn vẹn gần vạn kỵ binh, ở trong quân doanh tây vực lại là thế như trẻ tre, một đường chém giết thế mà hoàn toàn không gặp phải trở ngại, trại lính ở bên ngoài đại quân tây vực liền trực tiếp bị đục xuyên. Bất quá theo thời gian trôi qua, càng ngày có càng nhiều binh sĩ Tây vực đã thức tỉnh từ trong mộc, dù sao bọn hắn cũng là tinh nhuệ, ở dưới sự hướng dẫn của quan tướng, binh sĩ Tây vực rất nhanh liền bắt đầu tạo thành phòng tuyến. Từng đạo từng đạo khí huyết lang yên bốc thẳng lên, bắt đầu áp chế Long Thiên Tứ cùng với quân đội dưới trướng. Mà cùng lúc đó, hai vị thống soái Tây vực trước đó đã từng kịch chiến cùng với Trương Tử Văn ở trên bôn lôi quan cũng đi ra, khí tức hỏa luyện kim đan ở phía dưới sự gia trì của rất nhiều binh sĩ Tây vực, liền muốn triệt để ngăn cản long thiên tứ mà một màn này long thiên tứ cùng với rất nhiều quan tướng đả thiên kỵ cũng đều thấy được đại nhân có muốn đi đường vòng hay không xông thẳng tới mà nói là có áp lực quá lớn cái gì long thiên tứ liếc mắt nhìn quan tướng đả thiên kỵ đưa ra đề nghị nói người bảo long thiên tứ ta đi đường vòng ngươi đang xem thường thuần dương cung chúng ta hay là xem thường long thiên tứ ta hãy mở mắt ra mà nhìn tất cả mọi người hãy nắm chặt trường thương không cần hoảng hốt, đi theo ta cùng nhau xông về phía trước. Thế nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Long thiên tứ vung tay lên, tản ra hào khí vạn trượng, cười như điên, ha 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 ha. Quan tướng hơi sững sờ, vì sao đại nhân lại bật cười. Ta cười các người không hiểu thủ đoạn của Long thiên tứ ta, ngày hôm nay ta sẽ để cho các ngươi nhìn một chiêu tuyệt học lợi hại nhất mà Long thiên tứ ta tự hào nhất trong đời này. Ồ, quan tướng nghe vậy liền cảm thấy kinh hãi không hổ là người được đô hộ đại nhân phái tới thống soái chúng ta a à, đúng là không tầm thường vừa dứt lời Long thiên tứ bỗng nhiên giống to một tiếng đâm rách mây xanh tiểu tử thúi ngươi còn đứng ở đó để làm gì mau xuất thủ nếu không ta sẽ lật xe ầm ầm phảng phất như là đang hưởng ứng tiếng gầm thét của long thiên tứ một giây sau toàn bộ trên không đại quân tây vực tầng mây sụp đổ cuồng phong phun trào vô số binh sĩ tây vực lộ ra biểu tình hoảng sợ nhìn lên bầu trời chỉ nhìn thoáng qua tầm mắt của mọi người liền bị hấp dẫn đó là cái gì thời tiết biến hóa không thể nào vòng xoáy một siêu vòng xoáy khổng lồ mây trắng ở bốn phía lăn lộn giống như là sóng biển vậy đám mây nhẹ nhàng vào thời khắc này lại phảng phất như có trọng lượng vậy kéo theo khí quyển không gian thậm chí là thiên địa nguyên khí toàn bộ đều đang nổ vang tất cả đều đang tụ lại về trung tâm vòng xoáy to lớn ở bên trong vòng xoáy truyền đến thanh âm như sấm nổ lão thất phu về sau ta lại tìm ngươi tính toán sổ sách. Một giây sau, ở ngay trong nháy mắt Long Thiên Tứ xuất quân trùng kích đại doanh Tây vực một lần nữa. Trung tâm vòng xoáy trên bầu trời liền bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang màu đỏ chói mắt, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tay cầm trường kiếm trẻ dọc mà xuống, mang theo kiếm khí nổ tung ở hai bên, sau đó nghịch thế ngút trời, xuyên qua biển mây bốn phía, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Oanh, trong lúc nhất thời, trên bầu trời đại quân Tây vực vạn dặm không mây, chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang mang màu đỏ, giống như mặt trời chiếu dọi đại địa, sau đó quang mang rơi xuống, từ bên ngoài đại doanh Tây Vực, chém tới một đường, cuối cùng tại khu vực ở giữa đại doanh Tây Vực mạnh mẽ chém ra một con đường thẳng tắp. Con đường một mực kéo dài đến dưới chân của Long Thiên Tứ cùng với Đà Thiên Kỵ. Cuối cùng chính là ở bên ngoài quân doanh Tây Vực, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ quân doanh Tây Vực. Lão Thất Phu đang nhìn cái gì thế? Mau đi, ha 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 ha, rõ ràng là bị người giận dữ mắng mỏ, Long Thiên Tứ lại không hoảng loạn một chút nào, ngược lại còn cười đến càng vui vẻ hơn, cười đến nước mắt đã sắp chảy ra, thậm chí còn hướng về phía quan tướng Đả Thiên Kỵ đang kinh hãi ở bên cạnh, nói ra. Có thấy được không, đây chính là tuyệt chiêu mà ta tự hào nhất, thế nào? Ta có lợi hại hay không? Thuần Dương cung chúng ta có mạnh mẽ hay không? Còn chờ cái gì, có đùi ôm to như vậy, tất cả đều nâng cao tinh thần cho ta. Lao ra, không có cách nào, ta cũng không thể để mặc kệ lão thất phu kia a. À. Vừa mới đuổi theo từ bôn lôi quan, Trần Khuynh Địch liền thấy đại doanh Tây vực hỗn loạn, còn có Long Thiên Tứ dẫn người tả sung hữu đột ở bên trong, như vậy còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là phải xuất thủ, quả thật, khí huyết lang yên của đại quân Tây vực cường thịnh hết sức, coi như là cường giả hỏa luyện kim đan cũng không dám cứng đối cứng cùng với nó, nhưng ở một phương diện là thời gian vẫn còn là ban đêm, rất nhiều binh sĩ Tây vực đều đang ngủ, quân trận lớn như vậy chỉ ít có nhiều hơn một nửa binh sĩ không có kích hoạt khí huyết của bọn hắn tạo thành quân trận. Ở một phương diện khác, Trần Khuynh Địch cũng không phải là Hỏa Luyện Kim Đan tầm thường. Hắn là đỉnh cao nhất ở bên trong Hỏa Luyện Kim Đan, khi hắn cầm xích tiêu kiếm trong tay, thực lực bộc phát ra mặc dù không có khả năng đạt tới cấp độ kích toái mệnh tinh, nhưng đã vượt rất xa thực lực vốn có của Hỏa Luyện Kim Đan, mà loại cấp bậc này có thể nói đã là vĩ lực cực hạn của một người. Chương 1050, bị hù dọa. Đúng thế, kích toái mệnh tinh đã không còn được tính là người. Nói tóm lại, sau khi lấy ra xích tiêu kiếm có sự ủng hộ của đạo binh thượng phẩm trần khuynh địch đã toàn lực ứng phó không giữ lại một chút nào lại là thừa dịp đánh lén lúc ban đêm thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở phía bên mình tràng cảnh mà trần khuynh địch tạo nên cơ hồ đã khiến cho từng vị binh sĩ cùng với tướng lĩnh đại quân tây vực rung động thậm chí là ở phía bôn lôi quan trương tử văn cũng đều là há to miệng lộ ra bộ dáng không thể tin phải biết rằng vô luận là trương tử văn hay là rất nhiều binh sĩ tướng lĩnh trong trấn tây quân bọn họ đều là một thành viên trong quân đội thứ bọn họ tôn trọng cũng không phải là vĩ lực cá nhân, mà là bạo lực tập đoàn, bởi vậy những người này hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút xem thường đối với những võ giả độc lai độc vãng tôn trọng thực lực cá nhân. Mà lực lượng của quân đội cũng khiến cho bọn họ có thể bỏ mặc tuyệt đại đa số võ lực cá nhân. Nhưng bây giờ, bọn họ đã thấy được võ lực cá nhân cực hạn chân chính, khoảng cách so với cảnh giới kích toái mệnh tinh không còn là người kia chỉ sợ cũng chỉ còn cách xa có một bước, kiếm quang mà Trần Khuynh địch vung xuống, thậm chí còn lưu lại một cái hào sâu ở trong đại doanh Tây Vực, kiếm khí quanh quẩn ở chung quanh hào sâu, khiến cho binh sĩ Tây Vực thậm chí còn không dám đến gần. Kết quả là, mấy chục vạn đại quân Tây Vực, mỗi một người đều là cường binh hãn tướng nắm giữ kinh nghiệm xa trường, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Thiên Tứ cùng với đà thiên kỵ đạp trên con đường mà Trần Khuynh Địch mở ra, một đường xuyên qua toàn bộ quân doanh, sau đó rời khỏi chiến trường, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Chết tiệt, hắn làm sao dám, làm sao dám vì sao lại thành như thế này? Hỏa luyện kim đan của chúng ta đâu? Đại nhân, vì sao vừa rồi các vị không xuất thủ? Đối mặt với sự chất vấn của thuộc hạ, hai vị thống soái đại quân Tây vực lộ ra vẻ mặt yên lặng, sau đó khổ sở liếc nhìn nhau một cái. Xuất thủ, nghe thử xem đây đều là tiếng người sao? Ta thấy người rõ ràng chính là đang làm khó ta. Nói, có phải là muốn chờ sau khi ta chiến tử liền tiếp nhận vị trí của ta hay không? ngày mai ta sẽ an bài ngươi vào bên trong đội ngũ cảm tử tiến công bôn lôi quan. Bất quá mặc dù oán thầm ở trong lòng, hai vị thống soái Tây vực cũng không tự chủ được mà sinh ra suy nghĩ như nhau, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía trung ương đại doanh Tây vực. Thân làm cao tầng đại quân Tây vực, bọn họ rất rõ ràng, một trong những trụ cột của Liên minh 36 quốc Tây vực, Lâu Lan Vương chính là đang ở chỗ này. Nhưng vấn đề là, vì sao Lâu Lan Vương không xuất thủ? Suy bụng ta ra bụng người, hai vị thống soái tây vực rất nhanh liền nghĩ đến một cái chân tướng khiến cho bọn hắn không khỏi run sợ cho dù là lâu lan vương cũng lo lắng sau khi xuất thủ sẽ bị người ở bên trong tầng mây kia tiêu diệt đáng chết tên gia hỏa kia là ai nói cho ta biết hoành võ người kia là ai không phải là võ nguyên hanh đến đó chứ tại sao lại có thể như vậy ở trung ương đại doanh tây vực lâu lan vương đang lộ ra vẻ mặt phát điên mà gầm thét đối với hoành võ đế dùng chuyện này để che giấu sự thật hắn có một chút bị hù dọa không sai, hắn đã bị giật mình, uy lực của một kích kia có 100% tiêu chuẩn đỉnh cao nhất, coi như là ta, cũng chỉ có ở trong thủ đô Lâu Lan, mượn nhờ toàn bộ trận pháp và địa mạch của Lâu Lan thành, mới có thể đăng lâm tới cái cảnh giới kia trong một thời gian ngắn, thậm chí là còn rất miễn cưỡng, 8, 9 phần 10 vẫn sẽ đánh không lại người mới vừa xuất thủ kia. Hoành Võ, ngươi có biết điều này có ý vị gì không? Hoành Võ, đối mặt với tiếng gầm thét của Lâu Lan Vương, Hoành võ đế trái lại là rất bình tĩnh, điều này nói rõ chỉ cần đối phương muốn, hắn tùy thời có thể xông vào thủ đô của ngươi, bắt ngươi ra từ trong vương cung, sau đó ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng xử lý ngươi, mà ngươi ngay cả một chút biện pháp làm gì hắn cũng không được. Không sai, đáng chết, hoành võ đế cười cười, nói, bình tĩnh một chút đi an quy, đừng hốt hoảng, bây giờ ngươi đang đứng ở trung tâm quân doanh, khí huyết của đám binh sĩ sẽ bảo vệ ngươi, một kiếm kia mặc dù lợi hại, nhưng cũng không giết được ngươi. Khục, Lâu Lan Vương nhếch nhếch miệng, vậy thì có tác dụng gì? Ta cũng không thể vĩnh viễn đợi ở trong quân doanh. Hắn là ai? Hoành Võ, người biết hắn đúng không? Tần Võ Dương cũng biết hắn. Trước đó ta đã nhìn thấy hắn, nhưng ta không ngờ được hắn thế mà có thực lực như thế, là Võ Nguyên Hanh sao? Không đúng, nếu là như thế ngươi sẽ không bình tĩnh như thế, hắn là ai? Hoành Võ, ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết? Hoành Võ Đế vẫn lộ ra biểu lộ sâu không lường được, ở trong lòng lại không nhịn được mà chửi má nó. Ta không nói sớm cho ngươi, nói nhảm, bởi vì trước đó ta cũng không biết à, em mơ sao nó, lúc này mới qua bao lâu, vì sao Trần Khuynh Địch lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy chứ. Hoành võ đế biết rõ chiến tích của Trần Khuynh Địch, nhưng biết thì biết, có lúc chỉ có khi ngươi tận mắt nhìn thấy, mới có thể thực sự cảm nhận được chỗ đáng sợ trong đó. Mà tình huống của Trần Khuynh Địch cũng chính là như thế, một nhân vật có thể so với võ nguyên hành hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất trên chiến trường cơ hồ liền tương đương với trăm vạn viện quân, tương phản, vương bài lớn nhất ở phía bên mình, giáo chủ minh giáo đã bị phong tỏa, trước đó hoành võ đế cũng phát giác được trận chiến đấu ở trong tinh không. Như vậy vấn đề đã đến, trí cường giả không có cách nào nhúng tay, ai có thể ngăn cản được tên gia hỏa trần khuynh địch này. Ngay vào thời điểm hoành võ đế âm thầm cắn răng, liều mạng suy tư nên làm như thế nào để giải quyết Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch lao ra khỏi vòng vây, một thanh âm lại đột nhiên vang lên ở bên tai hắn không cần lo lắng ta sẽ giải quyết thuần dương cung hoành võ đế là giáo chủ minh giáo vừa nghe nói như thế hoành võ đế lập tức liền bình tĩnh trở lại ném đi biểu lộ lo lắng lúc trước quả nhiên loại chuyện này vẫn nên giao cho minh giáo giải quyết là tốt rồi dù sao thì hắn cũng rất cực khổ mới kéo tới được minh hữu như vậy lúc này không dùng vậy thì dùng vào lúc nào mà cùng lúc đó cung chủ tiên cung thiên khả hãn bắc nhung ngô không ở bên trong vận mệnh tinh không cùng với giáo chủ minh giáo, chọn vẹn bốn vị trí cường giả đã tụ tập cùng với nhau. liền quyết định như vậy, hiện tại chúng ta sẽ đi đến thiên ngoại bắt đầu bố trí, một khi ninh thiên cơ trở về, liền lập tức ra tay với hắn. Bất quá mọi thứ cũng cần phải có chuẩn bị chu toàn. Nhất định phải chú ý đối với Trần Khuynh Địch sẽ rất có thể tấn cấp kia. Làm thế nào, ngô không nhíu mày nói, lấy cảnh giới của chúng ta, chẳng lẽ còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó với một võ giả hỏa luyện kim đan. Huống chi vô vọng ma tôn vẫn còn, coi như chúng ta quyết định lấy lớn hiếp nhỏ, cũng chưa chắc có thể thành công. chương 1051, Minh Vương truy hồn thiếp. Không cần phải làm như vậy, vẫn phải tuân thủ các quy tắc. Giáo chủ Minh giáo cười lạnh một tiếng, nói bất quá ta đề nghị, chúng ta đều phái ra một vị võ giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đến vây giết hắn, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì chứ. Ta sẽ không tham dự, thiên khả hãn bắc nhung chừng mắt nói, các ngươi cũng biết, người của ta không tới được trung nguyên nhưng có thể đi đến Tây vực, giáo chủ Minh giáo nói bổ sung, ta vừa mới nhận được tin tức, Trần Khuynh Địch mang theo người của Thuần Dương cung cùng với đại càn tiến vào Tây vực, người trẻ tuổi kia vì thánh thượng đại càn thật đúng là tận sức lực, nguyên nhân bởi vì hắn, toàn bộ Thuần Dương cung cũng ngã về phía triều đình, ta cảm thấy cần phải cho hắn một chút giáo huấn. Coi như không giết được hắn, khiến cho hắn dừng lại vĩnh viễn ở cái cấp độ này cũng chưa chắc là không thể. Các ngươi thấy sao? Đáp lại giáo chủ Minh giáo là sự trầm mặc lâu dài. Không biết trôi qua bao lâu, ở bên trong tinh không, các chí cường giả mới hoàn thành thống nhất ý kiến. Được, Đà Thiên Kỵ và quân đoàn thuần dương cung giết ra khỏi quân doanh Tây vực lúc này đã ngừng lại ở phía dưới một gò núi nhỏ, mà xem như là tổng chỉ huy lâm thời của Đà Thiên Kỵ, Long Thiên Tứ lúc này đang kinh lịch một cuộc ám sát vạn phần hiểm ác. Lão thất phu nạp mạng đi, ngừng ngừng ngừng, bốp, chân khuynh địch hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin tha thứ của Long Thiên Tứ, dùng một cước hung hăng đá vào trên người của Long Thiên Tứ vào lúc bình thường hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy ở trước mặt của người khác, nhưng thứ nhất là nơi này không có cao tầng thuần dương cung, thứ hai là lần này Trần Khuynh Địch thật đúng là có một chút bị tức điên. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì, thế mà tự mình dẫn người xâm nhập vào Tây Vực, ngươi đã quên minh giáo ở ngay chỗ này hay sao, ngươi muốn chết à, Trần Khuynh Địch dùng sức mắng, mà Long Thiên Tứ thì là dùng hai tay ôm đầu, nói tiểu tử thúi, lệ oán trả ơn, thế phong nhật hạ, lòng người rét lạnh, hơn nữa còn là đồng cảnh giới, người có bản lĩnh thì đợi ta đạt đến cảnh giới cao hơn chúng ta lại quyết đấu một trận công bằng ta xem thường nhất đúng là loại gia hỏa không tôn kính người già như ngươi bốp trần khuynh địch tức giận lập tức ra tay nặng hơn mà ở bên cạnh các tướng quân binh sĩ đà thiên kỵ thì là vây quanh hai người làm như mình không nhìn thấy gì cả đương nhiên ban đầu còn có người cảm thấy đây là tên ngu ngốc đến từ nơi nào lại dám đối phó với thống lĩnh của bọn họ trong lúc nhất thời liền quyết định tiến lên bênh vực kẻ yếu sau đó bọn họ liền biết đây là đại lão vừa mới dùng một kiếm bổ ra trại lính. Cho nên bọn họ lại rụt trở về, không có việc gì, không có việc gì, đây không phải là bắp đùi sao, khẳng định là đang vui đùa với thống lĩnh nhà mình mà thôi. Trần Khuynh địch cứ đánh như vậy trọn vẹn 5 phút đồng hồ, lúc này mới dừng lại. Lão thất phu, ta cho người cơ hội nói ba câu, lập tức nói cho ta biết người tại sao lại muốn tới Tây Vực. Nếu không hiện tại ta liền mang người trở về, chớ hoài nghi, cùng lắm thì ta lại bổ ra quân doanh tây vượt thêm một lần muốn mang ngươi về cũng không khó lắm khục long thiên tứ tặc lưỡi nói có thực lực thì thế nào có thực lực thì không tầm thường sao trần khuynh địch cười lạnh một tiếng nói không sai có thực lực chính là không tầm thường a long thiên tứ hai hồ ly một già một trẻ nhìn nhau một hồi lâu cuối cùng vẫn là long thiên tứ bất đắc dĩ thở dài giơ hai tay lên lắc đầu nói ta đã biết ta đã biết kỳ thật cũng không phải là đại sự gì cháu trai nhà ta sống không được bao lâu ra là vậy trần khuynh địch gật đầu một cái hả ngươi nói cái gì hắn còn không rõ ràng cháu trai của long thiên tứ là ai hay sao không phải chính là long ngạo thiên hay sao ý niệm tới đây trần khuynh địch lập tức thu lại thần sắc tức giận cả người đều bình tĩnh trở lại nói rõ chi tiết đi là minh giáo động tay động chân hay sao cửa long thiên tứ gật đầu một cái nói ngạo thiên không biết điểm này đây là do vô vọng ma tôn bí mật nói cho ta biết người cảm thấy giáo chủ minh giáo sẽ cho phép ngạo thiên mang theo nhiều võ công của minh giáo cứ như vậy rời khỏi minh giáo hay sao phải biết đây chính là ma đạo mà không phải là danh môn chính phái gì thế nhưng ngạo thiên không phải là không thể nói ra những võ công kia hay sao ha ha long ngạo thiên trừng mắt nói ở trong cái thế giới này có quá nhiều phương pháp có thể lấy ra võ công ở trong trí nhớ của võ giả chỉ là không thể nói ra miệng mà thôi có gì ghê gớm đâu điều tra ký ức sao trần khuynh địch cho mày loại thủ đoạn này quả thật là có không ít công pháp có thể làm được ngay cả ở bên trong thuần dương cung cũng có bí pháp tinh thần tương tự nhưng chúng ta lại không thể làm như vậy đó là đối với chúng ta đối với minh giáo mà nói bọn hắn cũng không thể mạo hiểm như vậy trên thực tế ở bên trong giang hồ vì một môn võ công coi như là huynh đệ ruột hai cha con cũng đều có thể đâm sau lưng lẫn nhau phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có hai mạch đạo phật cùng với thuần dương cung chúng ta là có thể ngăn chặn loại chuyện này xảy ra hai mạch đạo, Phật thân làm kẻ dẫn đầu chính đạo, có quy tắc tông môn rõ ràng, có thể phòng ngừa loại chuyện này ở mức độ lớn nhất. Về phần thuần dương cung, ở trong những năm mưa gió gian khổ này, có tình cảnh đặc thù, trên dưới tông môn cùng một lòng, đệ tử đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng ma đạo thì lại không giống, ở bên trong minh giáo, giết người đoạt bảo chỉ sợ là chuyện không thể bình thường hơn được. Suy bụng ta ra bụng người, bọn hắn vì phòng ngừa có người điều tra ký ức của ngạo thiên cũng là chuyện đương nhiên. Người đang nói, nghe đến đây Trần Khuynh Địch cũng có thể hiểu được, hỏi có người động tay động chân đối với nguyên thần của Long Sư Đệ. Long Thiên Tứ nghe vậy liền trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi phun ra một cái danh tự, Minh Vương truy hồn thiếp. Là cấm chế nguyên thần mạnh nhất của Minh Giáo, cũng là thủ đoạn Minh Giáo dùng để bồi dưỡng thiếu niên thiên tài nhà mình, sau khi hình thành, sẽ theo quá trình võ giả tu luyện mà không ngừng tăng cao cường độ, vừa là một loại hạn chế, vừa là một loại trợ lực, bởi vì ở dưới sự trợ giúp của truy hồn thiếp, tinh thần lực của võ giả sẽ có sự tăng lên rõ rệt. Thậm chí là vào sau khi võ giả đạt tới cảnh giới đầy đủ, có thể cưỡng ép hóa giải truy hồn thiếp, đến lúc đó lực lượng do truy hồn thiếp hội tụ sẽ dung nhập vào trong cơ thể của võ giả, để cao tỷ lệ đột phá cảnh giới, cho nên ở bên trong minh giáo, truy hồn thiếp cơ hồ là đều tồn tại ở bên trong tất cả cao tầng. Chuyện này thật đúng là, Trần Khuynh Địch nghe vậy cũng có một chút hiên lặng, điên cuồng, trừ hai chữ này thì còn có thể nói cái gì? Chương 1052, Trảm Long Hồ Vậy Long Sư Đệ muốn đạt tới cảnh giới gì mới có thể giải trừ truy hồn thiếp? Cảnh giới gì? Long Thiên Tứ cười chua xót nói, kích toái mệnh tinh. Trần Khuynh Địch, có hạn chế thời gian không? Vốn là không có, nhưng ngươi cũng biết, hiện tại đã có, vốn dĩ mà nói, thường cách một đoạn thời gian ngạo thiên đều sẽ lấy được một lần hoàng tuyền tẩy lễ của minh giáo, thứ đó trên thực tế chính là một loại thủ đoạn kéo dài thời hạn của truy hồn thiếp. Nhưng bây giờ đã rời khỏi minh giáo, ngạo thiên tự nhiên là không có cách nào lấy được hoàng tuyền tẩy lễ trần khuynh địch thấp giọng mắng một câu sau đó nói ra người cũng nên sớm nói chuyện này một chút có gì mà phải giấu giếm đây cũng không phải là chuyện nhỏ sớm biết như vậy lúc đầu ta đánh xong phật môn sẽ thuận tay lôi kéo đại quân đi đến minh giáo đánh thêm một lần không đánh được long thiên tứ lắc đầu nói lần đánh phật môn kia quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa mà minh giáo ở trong tây vực thánh thượng đại càn cũng hữu tâm vô lực muốn đánh minh giáo gần như là không có khả năng huống chi chuyện này cũng không phải là đại sự gì không phải là đại sự trần khuynh địch không tự chủ được mà kéo cao âm điệu đây đương nhiên là đại sự long sư đệ đây là đại sự của ta long thiên tứ giật khóe miệng một cái nhẹ nhàng nói không phải là đại sự của thuần dương cung thiên kiêu ở bên trong thuần dương cung giống như ngạo thiên còn có bốn người cho dù chết thuần dương cung chúng ta cũng có thể tiếp nhận loại tổn thất này nhưng ngươi lại không giống ngươi xuất thủ một lần thì còn tốt nhưng không nên đi cùng ta đến tây vực nói nhảm Trần Khuynh Địch lắc lắc tay, nói, lão thất phu ngươi ngay cả Tây vực cũng không thể xông vào nổi, lão thất phu, thời đại đã thay đổi, bằng vào một chút tu vi ấy không có ta bảo hiểm thì làm được gì. Cũng là bởi vì ta không đủ mạnh, mới cần bảo hiểm, bị Trần Khuynh Địch khinh bỉ như thế, Long Thiên Tứ tự nhiên cũng lộ ra một tia đau răng cùng với vẻ không phục. Hơn nữa đừng xem nhẹ lão phu, thực lực không sánh bằng ngươi, không có nghĩa là lão phu yếu, nói ra chỉ sợ sẽ hù chết ngươi, phóng nhãn ra toàn bộ thuần dương cung thậm chí là trung nguyên, chiến tích của lão phu mới là lợi hại nhất. Ngươi, làm sao, không tin ta, Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, lão phu vào thời điểm còn là võ đạo tông sư đã tiêu diệt một vị hỏa luyện kim đan. Ngươi làm được sao, Trần Khuynh Địch, võ đạo tông sư tiêu diệt hỏa luyện kim đan, loại chuyện cảnh giới thấp khiêu chiến cảnh giới cao này vốn chỉ thuộc về tình huống hiếm có, nhất là võ giả có tu vi càng cao, khả năng phát sinh loại chuyện này lại càng thấp, cho dù là đối với thiên kiêu chi tử mà nói cũng là như thế. Ở cảnh giới hậu thiên, thiên kiêu chi tử vượt cấp khiêu chiến là nhẹ nhõm như uống nước, thậm chí là hậu thiên giết tiên thiên cũng không phải là việc gì khó. Ở cảnh giới tiên thiên, luyện tinh hóa khí chém giết luyện khí hóa thần cũng không khó, luyện khí hóa thần giết luyện thần phản hư, luyện thần phản hư chiến phản hư hợp đạo, ở phía trên lịch sử đều có tiền lệ, thậm chí coi như là hiện tại, Trần Khuynh Địch, còn có bốn nữ Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, lạc tương tư, trần tiêm tiêm cũng đã từng thực hiện qua. Nhưng mà từ cảnh giới tiên thiên trở lên lại không giống. Hợp đạo tôn giả giết phó đạo tông sư, đương đại cũng chỉ có một mình trần khuynh địch là làm được. Những người khác có lẽ sẽ có thể làm được hợp đạo tôn giả chiến võ đạo tông sư, nhưng nếu muốn giết võ đạo tông sư thì hoàn toàn không phải là một cấp độ. Về phần cao cấp hơn, võ đạo tông sư giết hỏa luyện kim đan, phóng nhãn ra đời trước, đời trước nữa, cũng chưa có ai làm được dù sao thì tranh lệch ở giữa hỏa luyện kim đan cùng với võ đạo tông sư cũng thật sự là quá khổng lồ tranh lệch gấp trăm lần cương khí trở lên thể chất và cường độ hoàn toàn khác biệt lực lượng nguyên thần khác nhau một trời một vực giống như là một con kiến khiêu chiến voi vậy thất bại là chuyện đương nhiên thắng lợi ngược lại là không bình thường coi như là trần khuynh địch cũng đều không làm được nhưng mà ở bên trong một lần chiến đấu không có người chứng kiến nào đó long thiên tứ đã làm được đối thủ của hắn là hỏa luyện kim đan hàng thật giá thật hơn nữa còn không phải là loại hàng lởm như đại trưởng lão bái hỏa ma giáo cùng với kim ô đông hải mà là cường giả chính thức có được lực lượng gấp trăm lần so với võ đạo tông sư nhưng long thiên tứ đã thắng mọi người đều biết long thiên tứ thân làm thái thượng trưởng lão thuần dương cung tu luyện cũng không phải là tuyệt học thuần dương cung mà là một bộ thương long thất túc kinh tự nghĩ ra trải qua sự đánh giá trong nội bộ thuần dương cung môn võ công này đã đạt đến cái thế võ học đỉnh phong khoảng cách so với tuyệt thế võ học cũng bất quá chỉ cách xa một bước như vậy vấn đề đã đến. Bằng vào trình độ của Long Thiên Tứ làm sao có thể sáng tạo ra võ công như vậy, nhìn chung ở trong cấp bậc võ học, cái thế xem như là phù hợp với hỏa luyện kim đan, nhưng cho dù là cái thế võ công cũng có tranh lệch rất lớn, mà thương Long thất túc kinh của Long Thiên Tứ, nói thẳng ra, nếu như không có cảnh giới cùng với nhãn lực đại đạo huyền quang 30 vạn dặm sẽ rất khó có thể sáng tạo ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Long Thiên Tứ lại sáng tạo ra môn võ công này vào thời điểm ngay cả đại đạo huyền quang cũng đều không mở ra hắn đã làm được bằng cách nào chuyện này dính đến một trận chiến huy hoàng nhất trong cuộc đời của long thiên tứ đó cũng là một lần kỳ ngộ duy nhất của long thiên tứ trong đời này lúc kia hắn cũng được coi là tiểu thiên tài ở thuần dương cung mặc dù so ra kém thiên kiêu ở bên trong tông môn nhưng cũng đã đạp phá sinh tử quan xem như là rất lợi hại nhưng hắn vẫn không có năng lực khiêu chiến cảnh giới hỏa luyện kim đan dù sao thì hắn cũng không phải thật sự là thiên tài nếu như dùng thiên phú để ví von mà nói Trần Khuynh Địch chính là một khối vàng tinh khiết lớn, không có một chút tạp chất, mà Long Thiên Tứ chỉ sợ là chỉ có trình độ một hạt bụi vàng, mặc dù đều là vàng, nhưng lại khác biệt một trời một vực, cho nên để tấn cấp, hắn đã lựa chọn rời khỏi tông môn đi ra ngoài du lịch. Mà ở một chỗ tên là Trảm Long Hồ, hắn đã tao ngộ mộ một đầu lão long có tu vi vô cùng mạnh mẽ, khắp nơi ở trên người của đối phương đã tàn tạ, nhưng khí tức ở trên người vẫn là không thể kháng cự như vũ, vẫn có tu vi hỏa luyện kim đan, nếu như ở vào thời kỳ đỉnh phong, bây giờ hồi tưởng lại, chỉ sợ thật đúng là có tu vi đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Lão Long yêu cầu Long Thiên Tứ giải từ phong ấn chảm Long Hồ cho hắn, xem như là thù lao, hắn sẽ truyền cho Long Thiên Tứ một môn võ công Long Tộc, nhưng trên thực tế lại là lòng dạ bất chính, không chỉ có phòng bị Long Thiên Tứ, thậm chí còn dự định sau khi phá phong ấn sẽ ăn thịt Long Thiên Tứ, mà Long Thiên Tứ tự nhiên cũng không tin tưởng Lão Long, ở bề ngoài là phục tùng, sau lưng lại là suy nghĩ biện pháp thoát thân chương 1053, đệ tử âm hiểm nhất. Song phương cứ đấu trí đấu dũng với nhau, tính toán lẫn nhau như vậy. Quá trình cũng không nhiều lời lắm, nhưng cuối cùng, một đầu lão long cảnh giới hỏa luyện kim đan cứ như vậy vĩnh viễn mai táng ở phía dưới chảm long hồ, mà long thiên tứ thì là tắm rửa long huyết, mang theo thương long thất thúc kinh tự nghĩ ra đi ra từ bên trong chảm long hồ. Tổng hợp lại mọi thứ ở trên, ta có nghiêu bức hay không? Trần Khuynh Địch làm được sao? Nhìn Long Thiên Tứ dùng sức nói khoác bản thân lúc trước rốt của có bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu nghiêu bức, Trần Khuynh Địch không khỏi chép miệng, hắn vẫn thật không ngờ được Long Thiên Tứ lại có một phen kinh lịch như vậy. Kỳ thật nếu nghĩ lại một chút, liền sẽ phát hiện ra Long Thiên Tứ thực sự rất lợi hại. Ở thời điểm Đông Hải, đảo chủ đào hoa đảo ở dưới sự liều mạng, triển lộ ra tu vi đại đạo huyền quang, nhưng vẫn bị Long Thiên Tứ đẻ ép như cũ. Ở trận chiến Thái Hoa Sơn, Long Thiên Tứ mặc dù không có mở ra đại đạo huyền quang, lại có thể nhẹ nhóm thao túng đại trận hộ sơn, đồng thời đối kháng với sự vây công của Phật môn, đại chu, kiếm tông. Lão gia hỏa này kỳ thật vẫn ẩn giấu rất sâu, nhưng mà, tu vi chính là tu vi, người có nói nữa cũng không có tác dụng gì, trừ phi là bây giờ ngươi liền đánh thắng ta, nếu không thì chuyện này sẽ không tới phiên ngươi lắm miệng. Quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ vừa cảm thấy có một chút vui mừng, nhưng lại vừa cảm thấy tên tiểu tử thúi này thật là phiền nếu như hiện tại lão phu liền có thể đánh thắng ngươi mà nói đã sớm đẻ ngươi xuống mà đánh đập có hiểu hay không tiểu tử thúi ta thật sự là có nắm chắc đừng có xem thường ta nữa long thiên tứ cũng đã chuẩn bị đủ thứ không nói đến những thứ khác lúc trước hắn giết đầu lão long kia cơ hồ là đã lợi dụng thân thể của lão long đến cực hạt gân rồng bị hắn luyện vào thể nội mắt rồng cũng bị hắn đổi thành hai mắt của mình tất cả máu rồng đều được dùng để cường hóa nội tạng ăn thịt rồng để tăng cường thể chất Long châu dùng để tăng cường cương khí, long hồn dung luyện vào nguyên thần để tăng cường tinh thần lực, nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ còn không thể đột phá đến hỏa luyện kim đan. Cũng chính vì như thế, tài nghệ của Long Thiên Tứ thật sự còn mạnh hơn so với Tu Vi, hơn nữa vào sau khi mở ra Đại Đạo Huyền Quang, tốc độ tu luyện của hắn liền nhanh đến mức kinh người, đã đạt đến khoảng 7 vạn giảm. Nhưng Long Thiên Tứ có lòng tin, nếu hắn bộc phát toàn lực mà nói, chiến lực của hắn cũng không yếu hơn cường giả Đại Đạo Huyền Quang 10 vạn giảm. Trọng yếu hơn chính là, trước khi ra cửa hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn, sử dụng tất cả tích góp qua nhiều năm như vậy, sau đó phân biệt làm ra hàng nhái của xích tiêu kiếm cùng với đô thiên tọa, giống như là vào thời điểm ở trận chiến thuần dương cung, đàm hoa lấy ra hàng ma sử hàng nhái vậy, thuộc về đạo binh thượng phẩm dùng một lần duy nhất. Có bọn chúng, Long Thiên Tứ thậm chí có thể duy trì chiến lược đại đạo huyền quang 30 vạn dặm trong 15 phút đồng hồ. Mà thân làm thái thượng trưởng lão thuần dương cung, giống như là Trần Khuynh Địch trước kia vậy, hắn còn mang theo một đạo thái sơ kiếm khí mà ninh thiên cơ ban cho ngày xưa đây chính là kiếm khí do một vị trí cường giả lưu lại nếu thật sự muốn hữu tâm tính vô tâm bắt lấy một cái cơ hội tốt sau đó chém ra ngoài mà nói cho dù là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cũng đều sẽ thua thiệt đây quả thực là đã nhảy ba cấp nếu không phải là như thế long thiên tứ cũng sẽ không dám tự mình chạy đến tây vực để cứu ngạo thiên hắn cũng không phải là đi tìm cái chết cho nên ta thật sự là có kế hoạch không giống với tên mãng phu nhà ngươi Lúc còn trẻ lão phu được xưng là đệ tử thế hệ tuổi trẻ âm hiểm nhất thuần dương cung, người cho rằng đó chỉ là hư danh hay sao? Nhìn Long Thiên Tứ nhe răng tuét miệng, Trần Khuynh Địch tặc lưỡi, bắt đầu hoài nghi bản thân sẽ không phải thật sự là người ngu nhất thuần dương cung đó chứ. Gặp quỷ, không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng, ta không quản, Trần Khuynh Địch cường ngạnh trấn áp Long Thiên Tứ, có một câu nói rất hay, chí giả ngàn lo tất có một mất trước tiên ngươi hãy nói cho ta một chút suốt cuộc ngươi dự định làm sao để giúp ngạo thiên giải trừ minh vương truy hồn tiếp át chủ bài của ngươi cho dù có nhiều hơn nữa cũng không phải là thực lực của mình có trời mới biết sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn khục long thiên tứ lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn nói ngươi làm sao lại thích xen vào việc của người khác như vậy nói nhảm ta còn chưa có biến tuần dương cung thành thánh địa võ đạo đệ nhất thiên hạ đây nếu ngươi chết rồi như vậy sẽ đáng tiếc cỡ nào cho nên hai người các ngươi dự định sẽ đi vào nội địa tây vực để gây chuyện không sai trần khuynh địch lộ ra vẻ mặt tươi cười nhìn vô vọng ma tôn trước mắt nói ra nhiệm vụ tỏa chấn thuần dương cung liền giao cho ma tôn tin rằng ngài sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng cái gì vô vọng ma tôn suýt chút nữa thì chửi tục lão tử vừa mới khôi phục tu vi trèo lên đỉnh phong chính là thời điểm nên đi dạo quanh trung nguyên thể hiện ra thần uy của bản thân người thế mà bảo ta ngoan ngoãn ở tại thái hoa sơn có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, chỉ là vô vọng ma tôn nghĩ lại, lần này tiến vào tây vực chủ yếu vẫn là giúp Long Ngạo Thiên thoát khỏi thống khổ của Minh Vương truy hồn thiếp trong tương lai, mà lấy tu vi của hắn bây giờ, vừa tiến vào tây vực tất nhiên sẽ bị giáo chủ Minh giáo cảm ứng được, căn bản không có bất luận chỗ trống nào để gây chuyện ở trong bóng tối. Thật đúng là chỉ có thể dựa vào Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ. Nên nói như thế nào đây? Vô vọng ma tôn đối với Long Ngạo Thiên cũng đều là ký thác kỳ vọng, ngay cả tuyệt học của bản thân vô vọng ma công cũng đều đã dạy cho Long Ngạo Thiên, đã còn từng cổ vũ Long Ngạo Thiên đi tranh đoạt vị trí trưởng giáo trí tôn, có thể thấy được hắn thật ra đã coi Long Ngạo Thiên là truyền nhân của mình, tự nhiên sẽ không có khả năng không coi trọng. Như vậy còn có thể xử lý như thế nào? Chỉ có thể là nếu không thể nhịn được nữa, vậy thì phải dáng nhịn thêm một lần. Được, vô vọng ma tôn có một chút bực bội gật gật đầu, chợt xoay chuyển lời nói, bất quá phải nói trước, ta có thể giúp các ngươi ngăn chặn giáo chủ minh giáo, nhưng các ngươi cũng chớ quên đối phương trung quy vẫn là võ đạo chính thống ở trung nguyên nắm giữ nội tình tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tưởng tượng nếu chưa đột phá đến kích toái mệnh tinh mà nói trung quy là vẫn không có tiền vốn để coi thường bọn hắn ví dụ như lấy một thí dụ vô vọng ma tôn thuận miệng nói ra trần khuynh địch ngươi cũng không tệ thiên phú của ngươi đúng là cao nhất ở sau ta và phi lăng tuổi còn trẻ thì đã có tu vi như thế tất nhiên là thiên hạ vô song nhưng cân nhắc đến thế cục trước mắt ba mạch đạo, Phật, mà cũng sẽ không để cho ngươi lại mạnh tiếp. chương 1054, Tiến công An Tức. Cùng lúc đó, ở dưới sự giật dây của giáo chủ Minh Giáo, ở bên trong tổng đàn Minh Giáo lúc này lại là nghinh đón mấy vị quý khách, mà nếu như Trần Quynh Địch có ở nơi này mà nói, nhất định có thể nhận ra một người ở trong đó. Đối phương mặc tăng bào màu xám mộc mạc, dâu tóc bạc trắng, thấp giọng tụng niệm Phật Kinh. Rõ ràng là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của Phật môn giới lộc. Mà kinh khủng nhất chính là, người đứng ở xung quanh hắn không có ai có khí thức yếu hơn hắn toàn bộ đều mang theo khí thức cùng với lực áp bách khủng bố khuấy động hư không mặc dù không nổi tiếng trên giang hồ nhưng chỉ cần là có đầy đủ thực lực và địa vị đều khó có khả năng không biết danh hào của bọn hắn bắc nhung đại tướng thiên lang a sử na lam phật môn trấn ma tôn giả giới lộc minh giáo đạo chủ hoàng tuyền ngục diêm la tiên cung lăng tiêu thiên tướng vân tuyệt ảnh bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đứng cùng với nhau ở dưới sự nhiễu loạn của khí thế, thậm chí còn ẩn ẩn có mấy phần cảm giác áp bách của kích toái mệnh tinh. Đều đã đến đông đủ, nếu đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền xuất phát. Nghe nói lần này kể cả vị trưởng giáo thuần dương cung Trần Khuynh Địch kia, còn có thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ, toàn bộ đều đã tiến vào Tây vực, mà mục tiêu của chúng ta là Trần Khuynh Địch, xuất động toàn bộ nhân thủ, ngục chủ của 18 tầng địa ngục cũng đều sẽ xuất động phụ trợ chúng ta, về phần Long Thiên Tứ, không cần phải để ý đến hắn. Như vậy mà nói, nếu như Trần Khuynh Địch cố ý hiện thân hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, Long Thiên Tứ lại hành động ở trong bóng tối mà nói, có thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Có thể có chuyện gì ngoài ý muốn? Long Thiên Tứ lúc trước chính là tầm thường nhất ở bên trong đệ tử chân truyền thuần Dương Cung, hiện tại Tu Vi nghe nói còn chưa đạt tới đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, cho dù là chúng ta cùng với đại bộ phận cường giả rời đi, Tổng đàn Minh Giáo vẫn sẽ có mấy người ở lại tỏa chấn, lấy một chút Tu Vi của Long Thiên Tứ, còn có thể lật trời hay sao? huống hồ còn có giáo chủ, nói cũng phải, vậy lần này, còn xin chư vị đồng đạo tương trợ nhiều hơn. Đương nhiên, hợp tác vui vẻ, ha 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 ha, trong lúc nhất thời, ở bên trong tổng đàn minh giáo tràn đầy không khí khoái hoạt. Hiện tại vấn đề đã đến, Trần Khuynh Địch vừa nhìn thủ hạ ở sau lưng, vừa suy nghĩ. Phải làm sao để tạo ra chuyện lớn đây? Nói thật, đừng nhìn vừa rồi hắn đại phát thần uy ở trong quân doanh Tây Vực, quả thực là đã mở ra một con đường máu, nhưng thứ nhất con đường kia là ở rìa quân doanh, không có thực sự xâm nhập vào khu vực hạch tâm, thứ hai cũng là bởi vì đánh bất ngờ, hơn nữa thực lực của Trần Khuynh địch xác thực cũng quá mạnh, lúc này mới đạt thành hiệu quả. Nói một cách khác, thực hiện một lần nữa thì chưa chắc đã làm được. Dù sao đó cũng là mấy chục vạn người hội tụ thành quân doanh cực lớn, hơn nữa cũng không phải là không có cường giả hỏa luyện kim đan, coi như yếu hơn hắn, nhưng có sự gia trì của mấy chục vạn binh lính Tây vực tinh nhuệ, cũng sẽ rất khủng bố, loại tăng cường kia chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn so với đạo binh thượng phẩm. Cho nên bài cố soạn lại, lại đến quân doanh Tây vực gây chuyện là không làm được. Mà cắt đứt con đường vận chuyển lương thực, cũng không phải là không thể, nhưng nếu Tây vực đã khổ chiến lâu như vậy ở dưới bôn lôi quan, lương thảo chất đống chỉ sợ đã sớm đạt đến số lượng nhất định, loại chuyện đoạn lương thảo này mặc dù có hiệu quả, nhưng hiệu quả là quá chậm, cần mất thời gian dài, không phù hợp với tư tưởng làm chuyện lớn như Trần Khuynh Địch cho nên nên phải làm sao đây? Đại nhân, kỵ binh trưởng bị Long Thiên Tứ để ở lại có một chút trần chờ mở miệng nói ra, ngài đang suy nghĩ gì thế? À, Trần Khuynh Địch vô thức đáp lời, ta đang nghĩ xem nơi quan trọng nhất của 36 quốc Tây Vực là ở nơi nào? Chuyện này sao, kỵ binh trưởng Đà Thiên Kỵ vẫn là rất kính sợ đối với vị cường giả Trần Khuynh Địch này, cho nên đã nói ra, nói đến liên minh 36 quốc Tây Vực, hạch tâm nhất nhất định là thủ đô của ba đại quốc. Ồ, Hạch tâm của liên minh 36 quốc Tây vực chính là Sa sư, Lâu Lan, An Tức, ba quốc gia này chiếm cứ gần 7 thành tài nguyên ở Tây vực, cho nên bọn họ cũng có được lực thống trị tuyệt đối với Tây vực. Đại hội vạn quốc trong bao năm qua, trên cơ bản đều được thay phiên tổ chức tại thủ đô của ba đại quốc. Đại hội vạn quốc, Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, Tây vực đúng là rất biết làm trò, cái gì là đại hội vạn quốc, thật sự muốn tổ chức đó cũng là do đại càn tổ chức, ba đại quốc các ngươi tính là thứ gì? Được, ý niệm tới đây trần khuynh địch vỗ tay nói cứ làm như vậy đại nhân hãy chuẩn bị một chút chúng ta tiếp tục tiến về nội địa tây vực ấy thế nhưng mà đại nhân nếu như tiếp tục tiến về nội địa tây vực mà nói vậy phải vòng qua con đường vận chuyển lương thảo con đường vận chuyển lương thảo trần khuynh địch chừng đối phương một cái nói các ngươi phải nhớ kỹ chúng ta chính là đến gây chuyện loại chuyện nhỏ như con đường vận chuyển lương thảo này căn bản không đáng giá cho chúng ta đi làm chúng ta cần phải nhấc lên sóng lớn thao thiên tại Tây Vực, để người khác nhìn thấy liền sợ, nhất định phải lựa chọn một cái đối tượng đầy đủ phân lượng để lập uy. Ngài đang nói, cuối cùng, chúng ta sẽ trực tiếp tiến đánh thủ đô của ba đại quốc. Rất tốt, bây giờ liền đi đánh thủ đô An Tức. Xuất phát, kỵ binh trưởng Đà Thiên Kỵ, nói thật, vị kỵ binh trưởng trung thành này cảm thấy mình có thể sẽ trôn xương tại Tây Vực. Ba ngày sau, đại nhân quả nhiên là sáng suốt trên mặt của vị kỵ binh trưởng đà thiên kỵ này đã không còn vẻ u sầu của mấy ngày trước ngược lại còn tràn đầy hưng phấn mà ở phía sau hắn rất nhiều đám binh sĩ đà thiên kỵ cũng cực kỳ kích động nguyên nhân rất đơn giản không ngờ được là có thể thực sự đánh vào chiến thuật của trần khuynh địch rất đơn giản bắt đầu dùng xích tiêu kiếm chém một phát về phía cửa thành thủ đô an tức sau khi phá vỡ thì xông thẳng tới hoàng cung an tức mà đà thiên kỵ thì là giết vào nội thành trực tiếp nhắm ngay vào cơ cấu chính phủ tiếp đó lại giết ra bên ngoài nói ngắn gọn chính là tập kích, tiến công trong chấp nhoáng. Có Trần Khuynh Địch hấp dẫn hỏa lực, Đà Thiên Kỵ hành động rất thuận lợi, một đường chém giết tới căn bản không hề gặp được bất kỳ trở ngại nào. Huống hồ ở phía An Tức Vốn đã điều đi một lượng lớn binh sĩ đến tiền tuyến, phòng ngự của thủ đô đã kém xa với trước đó, bởi vậy chờ đến thời điểm bọn hắn phản ứng lại. Đà Thiên Kỵ đã từ sông ra một bên cửa thành khác, sau đó nghênh ngang rời đi. Chương 1055, ngông cuồng, bất quá, dừng thân hình, kỵ binh trưởng đà thiên kỵ nhíu mày nhìn về phía trên không thủ đô an tức lúc này mà ở nơi đó một cơn lốc màu đen đang điên cuồng tàn phá bừa bãi ở bên trong cơn lốc có hai đạo nhân ảnh thỉnh thoảng giao thoa truyền ra tiếng nổ vang như sấm nổ có thể thấy được trình độ giao thủ kịch liệt của bọn họ cũng không biết là đại nhân có thể kịp thời rút lui ra khỏi hay không bất quá cũng không thành vấn đề hồi tưởng lại kỵ binh trưởng đà thiên kỵ đã từng tận mắt nhìn thấy trần khuynh địch bổ ra quân doanh tây vực vẫn bình tĩnh trở lại dựa theo kế hoạch trước đó, lập tức tiến về địa điểm chỉ định. Chuẩn bị đánh du kích chiến, địch nhân rất có thể sẽ đuổi theo, đám binh sĩ nhao nhao hưởng ứng, vâng. Mà cùng lúc đà thiên kỵ rời khỏi thủ đô An Tức, ở phía trên bầu trời Hoàng Cung, An Tức Vương đã sắp giận điên. An Quy rốt cuộc đang làm cái gì? Vì sao lại có quân đội đại càn? Đáng chết, khí tức An Tức Vương tăng vọt, một đầu đại đạo huyền quang khoảng chừng hơn 10 vạn dặm bốc thẳng lên, mà ở bốn phía thủ đô An Tức, từng đạo từng đạo trận pháp cũng theo tiếng gầm của An Tức Vương mà khởi động, từng chùm sáng dâng lên sông vào bên trong cơn lốc, dung nhập vào đại đạo huyền quang của An Tức Vương, tiến hành gia trì. Nếu đã dám đến, vậy thì cũng không cần đi, có một thủ đô chống đỡ, thực lực của An Tức Vương xác thực đã phát huy đến đỉnh phong nhất, miễn cưỡng mới ép tới gần ngưỡng cửa đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, nhưng đối với Trần Khuynh Địch bây giờ mà nói, loại trình độ này còn xa xa chưa đủ để tạo thành uy hiếp, mà hắn hiện tại thì đang suy nghĩ về một cái vấn đề rất trọng yếu. Nếu như đến gây chuyện, nếu ta làm thịt ngươi thì sẽ được coi là chuyện lớn đúng không? Hết hà, lời còn chưa dứt, An Tức Phương nguyên bản còn bộc phát ra khí thế ngập trời lập tức rụt người lại, toàn thân run lên, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn tự nhiên sinh ra. Gặp quỷ, nguy hiểm, An Tức Phương A Tháp Ba Nô có thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã có năng lực cảm giác nguy hiểm, dựa vào loại năng lực này hắn mới có thể trổ hết tài năng từ bên trong rất nhiều hoàng tử An Tức, mà có thể làm đến điểm này, An Tức Vương tự nhiên là am hiểu sâu về đế vương học, mà đế vương học cùng với hậu hắc học, đến cuối cùng thật ra là trăm sông đổ về một biển. Nói một cách khác, vào thời điểm không biết xấu hổ thì không thể cần thể diện. Cơ hồ là Trần Khuynh Địch vừa mới dứt lời, An Tức Vương vừa mới bày ra tư thế đại triển thần uy liền không có một chút do dự nào, thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ, mà trận pháp nguyên bản được hắn dùng để gia trì bản thân thì là trực tiếp thiêu đốt, vây khốn Trần Khuynh Địch ở ngay tại chỗ. Hả? Trần Khuynh Địch bị từng tầng trận pháp vây khốn chừng mắt nhìn. Sau đó đấm ra một quyền, ầm ầm, một giây sau, phòng ấn khổng lồ do An Tức Vương thiêu đốt trận pháp hình thành liền bắt đầu sụp đổ, một cỗ quyền ý mãnh liệt đến mức tận cùng nổ tung ở trên không trung thủ đô An Tức, sau đó khuếch tán ra, giống như từng vòng từng vòng gợn sóng, lan tràn ra toàn bộ thủ đô, thậm chí là cả mấy trăm dặm địa vực chung quanh. Trăm người, ngàn người, vạn người, mười vạn người, trăm vạn người. Quyền ý của Trần Khuynh Địch khuếch tán đến đâu, tứ chi của dân chúng ở chỗ đó như nhũn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời, toàn bộ dân chúng trong thủ đô An Tức đều bị quyền ý trùng kích đến thần trí mơ hồ, hôn mê tại chỗ, một số ít võ giả cảnh giới võ đạo tông sư cũng chỉ có thể kiên trì lâu hơn một chút so với người bình thường. Mà xem như là kẻ khởi sướng tất cả, Trần Khuynh Địch giống như là một đoàn mặt trời thiêu đốt, không có một chút kiêng kỵ nào bộc phát ra khí tức của mình, quyền ý sau khi khuếch tán liền kiềm chế một lần nữa, sau đó theo động tác của Trần Khuynh Địch xông thẳng lên trời, phảng phất như một cây đuốc, đang tỏ rõ sự tồn tại của mình đối với toàn bộ Tây Vực. Đúng như lúc trước hắn đã nói, lúc này hắn đến đây là để làm ra chuyện lớn. Thấy Trần Khuynh địch cao điệu như thế, bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất phụ trách giám sát Tây Vực tự nhiên đã phát hiện ra hắn. Nguyên bản mà nói, Minh Giáo cùng với Đại Chu đều cho rằng Trần Khuynh địch sau khi chui vào Tây Vực sẽ hành động bí mật, cho nên để nhanh chóng bắt hắn ra, không tạo thành phá hư quá lớn, bọn hắn đã để bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất phân tán ra toàn bộ tây vực, phân biệt giám sát bốn phương tám hướng, mà phụ trách khối khu vực này thì là đại tướng thiên lang a sử na lam bắc nhung. mà vào giờ khắc này, sau khi phát giác ra được quyền ý của trần Quynh địch trùng tiêu, a sử na lam không thể kiềm chế mà nở một nụ cười. chuyện này thật đúng là rất ngông cuồng, nhưng ta thích thân làm nhân vật số 2 ở bắc nhung, cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, a sử na lam kỳ thật có thực lực rất mạnh. Nếu như ở bên trong thảo nguyên Bắc Nhung, có sự gia trì của trường sinh thiên, hắn thậm chí là có thể tự xưng là người mạnh nhất phía dưới kích toái mệnh tinh, mà đồng dạng có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có võ nguyên hanh đại càn. Nguyên nhân chính là vì như thế, A à, Sử Na Lam mới cao ngạo, nếu không phải lần này là thiên khả hãn Bắc Nhung đích thân ra lệnh cho hắn đến đây, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đặc biệt chạy đến Tây Vực, về phần cùng nhau vây công trần Khuynh địch cùng với những người khác. Loại chuyện này A à, Sử Na Lam căn bản là không có nghĩ tới. Cho nên sau khi phát hiện ra bóng dáng của Trần Khuynh Địch, hắn cũng không thông báo cho những người khác, cũng không để ý đến nhắc nhở trong lệnh bài truyền tin mà giới lộc gửi tới, thân hình trực tiếp lóe lên, xé rách hư không xuất hiện ở trên không thủ đô an tức, sau đó trực tiếp va vào cơn lốc nguyên khí mà Trần Khuynh Địch tụ tập lại. Ầm, um, ủa, uh, Trần Khuynh Địch quay người nhìn về phía sau lưng, mà ở nơi đó, A Sử Na Lam mặc một thân nhung trang, mặt nở nụ cười, giống như là một quả thiên thạch dáng xuống từ trên trời, đánh vỡ tất cả ngăn cản, trong trước mắt liền vào tới trước mặt của hắn sau đó phất phất tay chào hỏi giống như là đang chào bạn bè thân thiết trần khuynh địch đúng không thấy đối phương có lễ phép như vậy trần khuynh địch gãi đầu một cái nói chính là tại hạ đi chết đi thanh âm chưa đến a sử na lam liền biến mất ngay tại chỗ mà ở địa phương hắn đứng trước đó một đoàn không khí bắn nổ giống như gợn sóng khuếch tán ra về bốn phương tám hướng một vòng lại một vòng sóng không khí đại biểu cho tốc độ của a sử na lam đang không ngừng đột phá hạn chế vô hình nào đó mà thẳng đến khi cách Trần Khuynh Địch bất quá chỉ trong gang tấc, thanh âm của A Sử Na Lam mới theo nhau mà tới, sau đó A Sử Na Lam nâng cao đùi phải, đạp tới trong nháy mắt, phảng phất như một thang liêm đao sắc bén chém về phía cái cổ của Trần Khuynh Địch, rõ ràng là có động tác, lại không có âm thanh ngoài ý liệu. Chương 1056, lĩnh vực tốc độ. Hoặc có lẽ là thanh âm đều đã bị hắn bỏ lại ở đằng sau. Ầm ầm, thẳng đến khi một cước của A Sử Na Lam rơi vào bên trên cổ của Trần Khuynh Địch, đập hắn từ trên cao trực tiếp bay ra ngoài, sau khi rơi vào bên trong một chỗ gò núi ở bên ngoài thủ đô An Tức, tiếng nổ và sóng không khí mới cuốn tới, trực tiếp thổi bay vạn dặm mây trắng ở phía trên thủ đô An Tức. Chật, cũng đâu có quá mạnh, A à, Sử Na lam nhíu nhíu mày, đứng ở trong không trung phảng phất như đang đứng trên đất bằng vậy, tinh thần trở nên hăng hái, mặc dù ở ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt thì vẫn ngưng trọng như cũ. Nguyên nhân rất đơn giản, xúc cảm, cảm giác của chân không đúng không có loại xé rách thân thể như trước kia ngược lại còn có loại xúc cảm đụng phải tấm thép mục tiêu là nhân vật am hiểu luyện thể sao nói như vậy sẽ không có chuyện gì lời còn chưa dứt gò núi mà trần khuynh địch rơi xuống lại nổ vang một lần nữa ngay sau đó phảng phất như động đất vậy gò núi bắt đầu sụp đổ một thanh âm phá đất mà lên mang theo bụi mù đầy trời lại trở về bầu trời mà a sử na lam đang đứng hai người nhìn lẫn nhau cách một đoạn không trung làm ta sợ muốn chết bất quá cuối cùng ngươi là người nào trần khuynh địch vừa xoa cổ vừa nói bày ra biểu lộ ngủ bị sái cổ không thể không thừa nhận một chiêu này của a sử na lam đã khiến cho hắn có một chút bị hù dọa trần khuynh địch cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua võ học của cái thế giới này tuyệt đại bộ phận đều là chú trọng vào uy lực của chiêu thức mặc dù thiên kỳ bách quái nhưng bản chất lại không thay đổi còn cao cấp hơn thì là chú trọng các loại hình ý cảnh thời gian sinh tử luân hồi nhưng a sử na lam lại không giống thứ hắn theo đuổi là tốc độ hơn nữa còn không phải là tốc độ bình thường mà là tốc độ của nhục thể nói một cách khác võ công tầm thường không chỉ có không giảng đạo lý còn không giảng vật lý nhưng võ công của a sử na lam hẳn là có thể giảng vật lý tối thiểu là một cước có tốc độ siêu âm như vừa rồi coi như là trần khuynh địch cũng đều hoàn toàn không thể kịp phản ứng chỉ có thể bị đánh một cách thụ động sau khi hồi phục lại tinh thần đã bị đánh bay ra ngoài hơn nữa từ cảm giác phản hồi mà nói tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện công kích hắn ở bên trên luyện thể cũng có tạo nghệ rất sâu. Có loại lực lượng tầng thứ này, ngươi là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của minh giáo sao? Không phải, giống như là Trần Khuynh Địch rất hiếu kỳ đối với A Sử Na Lam vậy, A Sử Na Lam cũng rất có hứng thú đối với Trần Khuynh Địch. Ta gọi là A Sử Na Lam, người Bắc Nhung, minh giáo mời ta tới đánh chết ngươi. Trong lúc mơ hồ, bên trong lệnh bài truyền tin dường như truyền đến tiếng mắng chửi của người nào đó, nhưng A Sử Na Lam hoàn toàn không có ý tứ để ý đến, đến cái cảnh giới này, tâm cảnh của hắn kỳ thật đã rất tiếp cận với cấp bậc trí cường giả, mà thân làm đại thiên lang trên thảo nguyên, ý tứ của A Sử Na Lam càng là rất tùy tâm sở dục. Nói một cách khác, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch lấy được câu trả lời thì là có một chút hơi kinh ngạc cái gì. Con em mờ sao nó, Minh Giáo mời người Bắc Nhung đến tiêu diệt ta. Không đúng, Minh Giáo cùng với Đại Chu hiện tại chính là nhất thể, Đại Chu cùng với Tây vực lại là liên minh. Chẳng lẽ, trong cái chấp nhoáng này, Trần Khuynh Địch bắt đầu vận chuyển đại não, Bắc Nhung xuất hiện ở Tây vực, Bắc Nhung có biện pháp bí mật tiến vào Tây vực, Bắc Nhung rất có thể đã đạt thành liên minh cùng với Tây vực. Bắc Nhung phái binh trợ giúp Tây vực, đại quân Bắc Nhung sắp ám độ Trần Thương, tiến công trung nguyên từ Tây vực. Gặp quỷ, Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương, đây là hạng địch nhân xảo trá cỡ nào? Nhìn Trần Khuynh Địch không biết vì sao thần sắc thiên biến vạn hóa, A Sử Na Lam hơi nghi hoặc một chút, nói: "Này, hả, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" A Sử Na Lam hoạt động gân cốt một chút, nói: "Vừa rồi chỉ là chào hỏi, hiện tại sẽ đánh thật." "Được." Trần Khuynh Địch chất phát thuần lương gật đầu một cái, nói: "Ngươi tới đi." Lời còn chưa dứt, A Sử Na Lam liền mất đi bóng dáng một lần nữa, một dạng sáo lộ, một dạng chiêu thức, bất đồng chính là tốc độ của hắn lại tăng lên dòng dã gấp đôi, sóng không khí bắn nổ ở trước mặt của hắn tản ra ở phía dưới tốc độ cực hạn, A Sử Na Lam nhất định chính là một chuôi lợi nhận vô song vượt qua mọi trông gai. Mà gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch cũng ra quyền. Ầm ầm, một cỗ pháp tướng Bồ Tát cầm gắt linh gan trong tay, ngậm thuốc lá, quanh người tản ra Phật quang đi ra từ bên trong hư không. Nam mô gắt linh gan phục ma quyền, bốp 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 bốp, trong nháy mắt, nắm đấm của Trần Khuynh Địch liền bao trùm mỗi một tấc không gian trước mặt. Có lẽ là ta không theo kịp tốc độ của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi ở trước mặt của ta, ta liền có thể đánh chết ngươi. mở mang kiến thức một chút về lửa giận của ngã phật. nam mô gát linh găn phục ma quyền, thân làm võ học, nguyên lý của một chiêu này kỳ thật là vô cùng đơn giản, chính là đơn thuần dùng vô số quyền đập người mà thôi. nhưng độ khó ở trong đó lại vô cùng cao, bởi vì duyên cớ nhục thể nhận phải phụ tải quá lớn. một chiêu này yêu cầu cường độ nhục thể cực cao, cũng chỉ có trần huynh địch là có thể dùng một cách tùy tiện. nhưng có lúc càng là võ công đơn thuần lại có uy lực càng lớn. Điểm này ở trên Nam Mô Gát Linh Gan Phục Ma Quyền đã đạt được hiệu quả rất cao, lực phá hoại do mấy vạn quyền bộc phát ra trong chớp mắt theo thực lực của võ giả mà không ngừng tăng lên, mà tới được cảnh giới như Trần Khuynh Địch, coi như là cái thế võ học bình thường chỉ sợ cũng không sánh bằng một trận loạn quyền này. Bất quá, đối thủ của hắn cũng không phải là thường nhân. Ở bên trong không gian bị thiết quyền của Trần Khuynh Địch bao trùm, cuồng phong gào thét, rất nhanh thần sắc nguyên bản tự tin của Trần Khuynh Địch liền xuất hiện một chút biến hóa, bởi vì ở bên trong cảm ứng của hắn bản thân đánh ra mấy vạn quyền, thế mà hoàn toàn không có cảm giác chúng mục tiêu, mà khiến cho hắn cũng đều có một chút sợ hãi là. Trước mặt hắn cũng xuất hiện huyễn ảnh, bình thường mà nói, ở bên trong phạm vi nam mô gát linh gần phục ma quyền bao trùm, quyền ảnh của Trần Khuynh Địch sẽ bao trùm tất cả, cơ hồ là đều không thể nhìn thấy thân ảnh của những người khác, nhưng mà bây giờ, rõ ràng là còn đang ở trong phạm vi công kích của mình, lại xuất hiện thân ảnh ở bên ngoài quyền ảnh, chồng chất lên nhau không thể nhìn thấy bản thể vốn lấy nhãn lực của Trần Khuynh Địch là vẫn có thể phân biệt ra được A Sử Na Lam. Trần Khuynh Địch chỉ mất chốc lát liền phản ứng lại, đây là thân ảnh mà A Sử Na Lam tránh né, hắn thế mà lấy tốc độ giống với Gatling linh gan phục ma quyền để né tránh quyền ảnh của chính mình. Gặp quỷ, chương 1057, chỉ có nhanh là không phá được. Trong cái chấp nhoáng này Trần Khuynh Địch liền hiểu, địch nhân trước mặt này am hiểu nhất chỉ sợ sẽ là lĩnh vực tốc độ đã như vậy. Thời gian, đình chỉ, ầm ầm, trực tiếp dừng lại loạn quyền, Trần Khuynh Địch mở hai tay ra, vận chuyển Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, ba vòng quang hoàn ở sau lưng của hắn bay lên, ngay sau đó trùng điệp ở trong nháy mắt, lĩnh vực vàng óng lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra, bao phủ A Sử Na Lam vào trong đó. Ánh vàng đi qua, vạn vật đứng im, gió ngừng thổi, cho bội phiêu phù ở trên không trung, ngay cả ánh nắng cũng đều hiện ra màu sắc vi diệu. Mà ở bên trong lĩnh vực, ngoại trừ Trần Khuynh Địch, thân hình của A Sử Na Lam cũng xuất hiện ở tại chỗ, huyễn ảnh sinh ra vì tốc độ thì là dần dần tiêu tán. Bắt được ngươi rồi, Trần Khuynh Địch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nắm chặt nắm đấm đánh ra một quyền về phía A Sử Na Lam. Còn kém một chút, ầm, nắm đấm của Trần Khuynh Địch không thể đánh trúng vào lồng ngực của A Sử Na Lam, vào thời khắc nhìn cân treo sợi tóc, A Sử Na Lam vốn hẳn sẽ đứng im thế mà bỗng nhiên giơ đùi phải lên, bàn chân hung hăng đụng vào thiết quyền của Trần Khuynh Địch, sau đó sóng không khí nổ tung, nương theo quyền kình của Trần Khuynh Địch liền chạy ra khỏi lĩnh vực vàng óng bùm quang hoàn vỡ nát theo việc a sử na lam đào thoát lĩnh vực ngừng thời gian do đại thuần dương công hình thành cũng tiêu tán theo nhìn thấy a sử na lam bay tán loạn ra bên ngoài trên mặt của trần khuynh địch xuất hiện vẻ kinh ngạc khó có thể đè nén đây là lần đầu tiên hắn gặp được đối thủ mà đại thuần dương công không có cách nào đình chỉ phải biết rằng đây chính là tuyệt học của thuần dương đạo tôn coi như là phân thân của giáo chủ minh giáo ngày xưa ở dưới một chiêu này cũng sẽ bị ép đình chỉ trong một đoạn thời gian lấy vi cảnh giới của Trần Khuynh Địch bây giờ tu, Đại Thuần Dương Công đã chân chính đạt đến lĩnh vực đình chỉ thời gian, theo lý mà nói, một chiêu này cơ hồ là vô địch mới đúng, kết quả lại bị người trốn ra được. Chuyện này không có đạo lý, mà đổi thành một bên, so sánh cùng với Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Trên mặt của A Sử Na Lam mặc dù vẫn mang theo nụ cười như cũ, nhưng ở trong lòng thì vẫn chưa tỉnh hồn, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Chật, kém một chút nữa liền trúng chiêu a à, sử na lam có thể trổ hết tài năng tại bắc nhung trở thành người thứ nhất ở dưới thiên khả hãn đại tướng thiên lang bắc nhung hắn rất có tự tin đối với thực lực của mình nhất là ở bên trên lĩnh vực tốc độ hắn thậm chí cũng dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất võ nguyên hành đại càn cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn mà có một câu nói rất hay võ công trong thiên hạ chỉ có nhanh là không phá được a à, sử na lam có được tốc độ nhanh nhất phía dưới trí cường giả mặc kệ là đối mặt với đối thủ như thế nào cơ hồ cũng đều ở vào thế bất bại coi như không có cách nào đạt được thắng lợi, đối phương cũng sẽ không có khả năng đánh bại mình, cho nên đây còn là lần đầu tiên A Sử Na Lam thiếu chút nữa thì bị người ta bắt lại. Phó công của ngươi là gì thế? Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, âm thầm suy tư ở trong lòng, chớ nhìn IQ của hắn bình thường không đủ cao, nhưng nên nói là thiên phú hay là kinh nghiệm đây. Sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu, tốc độ suy nghĩ của Trần Khuynh Địch thật ra là rất nhanh, IQ bình thường bị đè nén cũng sẽ bộc phát một hơi cho nên hắn mới có thể sinh ra nghi vấn đối với A Sử Na Lam. Đầu tiên, vì sao hắn lại có thể hành động ở dưới sự ảnh hưởng của Đại Thuần Dương Công? Không gian vi tôn, thời gian là vương, dính đến hai đại yếu tố tạo thành thế giới, võ công liên quan đến lĩnh vực thời gian đều được gọi là cực phẩm bên trong tuyệt thế võ công, có thể tránh thoát từ lĩnh vực thời gian của Đại Thuần Dương Công, giải thích rằng võ công mà A Sử Na Lam tu luyện vô cùng có khả năng cũng dính đến lĩnh vực thời gian. Nói một cách khác, thì ra là thế cũng là thiên tài giống như ta sao a à, sử na lam tên gia hỏa này đang nói cái gì khụ khụ trần khuynh địch lắc đầu thu hồi tạp niệm ở trong lòng ngươi là võ giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất bắc nhung đúng không nhận lời mời của minh giáo tới đối phó ta giải thích rằng không chỉ có một mình ngươi tới vào giờ khắc này suy nghĩ của trần khuynh địch ở phía dưới trạng thái chiến đấu nhanh chóng giống như ăn quả trí tuệ vậy ngoại trừ ngươi còn có ai vì sao lại ra tay với ta bởi vì Thuần Dương cung thì ra là vậy, bởi vì Ma Tôn tiền bối xuất hiện, cho nên mới bắt đầu kiêng kỵ Thuần Dương cung chúng ta hay sao? Vậy người xuất thủ hẳn là mấy vị đối kháng với Ma Tôn trước đó phải không? Để ta đoán xem, hẳn là Tiên cung, Phật môn, Bắc Nhung, còn có Minh giáo. Nếu như Long Thiên Tứ có ở nơi này mà nói, nhất định sẽ kinh hô, ngươi là ai? Đây căn bản không phải là Trần Khuynh Địch, nhưng trên thực tế, con người a, luôn có thời điểm đột nhiên bộc phát nhất là vào thời điểm đối mặt với nguy cơ không biết, lại càng có khả năng bộc phát ra tiềm lực mà chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi, mặc dù nói như vậy là rất không hợp thói thường, nhưng nghiêm ngặt mà nói Trần Khuynh Địch quả thật là có tiềm lực trí kế vô song. Tối thiểu là hiện tại A Sử Na Lam đã bị chấn trụ, hắn không ngờ được mình chỉ là tự giới thiệu bản thân một phen, Trần Khuynh Địch thế mà liền đoán ra mưu đồ của Minh Giáo cùng với các thánh địa võ đạo. Ta xem như đã hiểu được vì sao giáo chủ Minh Giáo lại muốn giết chết ngươi. Xác thực, thiên kiêu thánh địa võ đạo xuất hiện lớp lớp trung quy là có đạo lý. Nhìn thấy ngươi, ta liền không khỏi nhớ đến ninh thiên cơ, bất quá ngươi so với hắn, thủ đoạn thực lực cũng không giảm bao nhiêu, mưu lược trái lại còn cao hơn một bậc. Trần Khuynh Địch nghe vậy chính là chống ngạnh một cái, nói đây là chuyện đương nhiên. Cái gì gọi là trưởng giáo thuần dương cung, bất quá cũng chính là như thế, không thể để cho ngươi sống nữa. A à, Sử Na Lam hít sâu một hơi, rốt cục cũng triệt để buông thả khí tức, mà ở bên trên đỉnh đầu của hắn, một đạo nguyệt quang trong suốt từ từ bay lên, cuối cùng hóa thành một vầng minh nguyệt trong sáng, nguyệt quang giống như sương lạnh, những chỗ đi qua nhiệt độ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ xuống. Vương Đình Bắc Nhung, khác biệt cùng với Vương Triều Trung Nguyên, Vương Đình Bắc Nhung chia thành 13 bộ tộc, có lẽ là vị trí của khả hãn có chỗ biến hóa, nhưng bản chất lại không có biến hóa, một mực lan tràn đến hiện tại, trải qua sự tích lũy lâu dài tuyệt đối không thể yếu hơn bao nhiêu so với ba mạch đạo, ma, trường sinh thiên bắc nhung tự nhiên cũng chưa từng suy yếu. Mà ở phía dưới vô số năm ẩn dưỡng của trường sinh thiên, bắc nhung vậy mà quả thực là đã ẩn dưỡng ra một kiện đạo binh cực phẩm. Trường 1058, ô đề nguyệt. Ô đề nguyệt, trong nháy mắt tiếp theo, nguyệt quang giống như hồng thủy vỡ đê đổ xuống, những nơi đi qua nhiệt độ hạ thấp, sương bay đầy trời, phảng phất như ngay cả thời gian cũng đều sẽ đóng băng vậy. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Theo tương truyền, kiện đạo binh cực phẩm của vương đình bắc nhung này chính là do đời thiên khả hán bắc nhung kia đích thân đặt tên rất có ý thơ mà vị thiên khả hán kia xem như là phái số ít thân cận trung nguyên có cảm mộ rất sâu đối với văn hóa trung nguyên quan hệ giữa bắc nhung cùng với hoàng triều trung nguyên trong lúc hắn tại vị cũng tương đối nhẹ nhàng nhưng rất đáng tiếc dạng người này trung quy vẫn là số ít sau khi hắn chết bắc nhung lại trở về trạng thái xâm lược biên cương phía bắc khói lửa ngập trời trắng đêm không ngớt nhưng ô đề nguyệt thì vẫn được lưu truyền xuống nhưng mà, đối với một cái chế độ tồn tại như vương triều Bắc Nhung mà nói, khí vận vương triều biến thành Trường Sinh Thiên cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với đạo binh cực phẩm, và lại còn có thể được mỗi một đời thiên khả hãn điều khiển một cách nhẹ nhõm, so sánh với nhau, Ô Đề Nguyệt sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân liền lộ ra không ít phiền toái. Cũng chỉ có đến đời này, đại tướng Thiên Lang A Sử Na Lam tỏa ra hào quang rực rỡ ở bên trong thế tự Ô Đề Nguyệt, dẫn động Ô Đề Nguyệt thức tỉnh, lúc này mới trở thành chủ nhân mới của Ô Đề Nguyệt bản thân thực lực của hắn đã cực kỳ cường đại, lại có thêm ô đề nguyệt, thực lực của hắn ở bên trong hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cũng là số 1, số 2. Tối thiểu xem như là đối thủ của hắn, Trần Khuynh Địch có thể cảm ứng được rất rõ ràng, A à, Sử Na Lam thôi động ô đề nguyệt, tuyệt đối còn phải mạnh hơn không ít so với giới lộc tại Tu Di Sơn lúc trước. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây cũng không phải là chuyện không thể nào hiểu được, trên thực tế thứ này dính đến vấn đề tranh lệch bên trên thời đại, ở trong cái thời đại bây giờ này, ba mạch đạo, Phật, Ma mặc dù vẫn có trí cường giả tỏa chấn như cũ, nhưng võ giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của ba mạch đạo, Phật, Ma, cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều đã già nua. Thân thể đã không còn đỉnh phong như ngày xưa, dù là có đạo binh cực phẩm đặt cơ sở, cũng vô pháp bộc phát ra chiến lược mạnh hơn. Phải biết rằng hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất xưa nay được chia thành hai cái cấp độ, một cái là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm phối hợp với đạo binh thượng phẩm, một cái là phối hợp với đạo binh cực phẩm. Ở mấy cái thời đại trước đó, ba mạch đạo, Phật, mà dựa vào đạo binh cực phẩm nhà mình, tại cái cấp độ hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất này từ trước đến nay đều là đánh đầu thắng đó. Nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, ở trong cái thời đại này ba mạch đạo, Phật, mà tại hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đã không còn được lực áp chế như trước kia, thậm chí còn rơi vào hạ phong, A à, Sử Na Lam Bắc Nhung thành công ghép đôi với ô đề nguyệt, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tăng thêm đạo binh cực phẩm, thực lực cơ hồ đã áp đảo ở phía trên cường giả của ba mạch đạo, Phật, mà một cách vững vàng. Mà đại tướng quân kiêu quả võ nguyên hành đại can, mặc dù không có đạo binh cực phẩm, nhưng mặc một thân sáo trang đạo binh trung phẩm, tăng thêm sự gia trì của quân trận cấm vệ kiêu quả, cùng với tu vi cường thế của bản thân, thực lực bộc phát ra cũng không thể kém hơn A Sử Na Lam, thậm chí là có khả năng còn hơn một chút. Chỉ là hai người này cũng đủ khiến cho ba mạch đạo, Phật, mà cảm thấy áp lực to lớn. Chớ đừng nói chi là lại ra một trần khuynh địch, tên gia hỏa này có hai kiện đạo binh thượng phẩm ở trong tay, mấu chốt là hai kiện đạo binh thượng phẩm này lại còn có thể chơi hợp thể, hơn nữa bản thân Trần Khuynh Địch cũng là thân thể khỏe mạnh dám đánh dám liều, bộc phát ra thực lực, so với giới Lộc già nua cũng muốn mạnh hơn một chút, đây cũng là nguyên nhân hắn dám cứng trọi cứng cùng với A Sử Na Lam. Chết, ánh trăng ô đề nguyệt lạnh lùng rội xuống, những nơi đi qua thế mà giống với đại thuần dương công của Trần Khuynh Địch, ngay cả thời gian cũng đều bị đông kết, cơ hồ là theo bản năng, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp thôi động đại thuần dương công, ba vòng quang hoàn lại hiện ra chống lên một mảnh lĩnh vực vàng óng va chạm với ô đề nguyệt ầm um, ầm um, lĩnh vực nguyệt quang va chạm cùng với lĩnh vực vàng óng trực tiếp dẫn phát nguyên khí nổ tung trong phạm vi lớn hai loại lĩnh vực thời gian hoàn toàn khác biệt thậm chí đã bóp méo hư không đạo binh của ngươi đâu lấy ra đi nếu không ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta a à, sử na làm chắp tay ở sau lưng ô đề nguyệt ở trên đỉnh đầu xoay tròn khác biệt cùng với trần khuynh địch thứ hắn phải làm chỉ là thôi động đạo binh mà Trần Khuynh Địch lại cần tiêu hao một lượng lớn nguyên khí để không ngừng duy trì đại thuần dương công tiêu hao, qua không bao lâu nữa, tiêu hao chiến giữa song phương sẽ dẫn đến kết quả A Sử Na Lam thắng cuộc. Khục, cường địch khó giải quyết trước đó chưa từng có khiến cho Trần Khuynh Địch có một chút đau đầu. Đương nhiên, cũng không phải là đánh không thắng, chỉ là rất phiền phức mà thôi. Suy nghĩ là làm, ở trong tay của Trần Khuynh Địch liền xuất hiện một chuôi trường kiếm đỏ thấm, đồng thời một con rối hình người cũng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, sau đó giải thể, hóa thành linh kiện khôi giáp bám vào ở trên dưới quanh người của Trần Khuynh Địch, ngay sau đó lại cùng dung hợp với trường kiếm màu đỏ thấm. Đây là hình thức đô thiên tọa xích tiêu kiếm, chính là do Trần Khuynh Địch tự khai sáng ra phương thức vận dụng đạo binh, coi xích tiêu kiếm cùng với kiếm linh xem như là trí năng hạch tâm của đô thiên tọa, sau đó bám vào trên người cung cấp sự gia trì, có thể làm ra hiệu quả lớn hơn một cộng một bằng hai. Chỉ từ biên độ mà nói, tranh lệch cùng với đạo binh cực phẩm cũng không có quá khổng lồ. Tối thiểu là có thể bổ khuyết một phần rất lớn. Về phần còn dư lại, Trần Khuynh Địch có thể dựa vào thực lực và nghị lực để bù đắp. Sau khi có sự ủng hộ của đạo binh, Trần Khuynh Địch trực tiếp thúc dục Đô Thiên Tỏa, cửu trọng thiên quang hoàn khuyết tán ra một vòng lại một vòng từ trên người hắn, chín quang hoàn liền thành một mạch, cuối cùng xây dựng lên một đạo hàng rào kiên cố, thế mà quả thực là đã ngăn trở Nguyệt Quang Ô Đề Nguyệt ở bên ngoài. Hãy mở mang kiến thức một chút về lực lượng của máy móc A. Hay A, à, Trần Khuynh Địch vừa hô to, vừa bỗng nhiên đánh ra một quyền về phía A Sử Na Lam không có chỗ dư thừa, chính là quyền ý thuần túy nhất. Chỗ quyền ý đến, thiên địa cũng đều hưởng ứng theo, mà cửu trọng thiên quang hoàn ở trên người của hắn thì là vận chuyển đồng bộ, quang mang ở phía trên lấp lẽ phẳng phất như đang hít thở, phun ra nuốt vào một lượng lớn thiên địa nguyên khí, giống như thái sơn áp đỉnh đập về phía phương hướng của A Sử Na Lam cùng với ô đề nguyệt. chương 1059, trả giá thật lớn. Nhưng mà, vô dụng, loại công kích chậm rãi này không có tác dụng đối với ta quyền của trần khuynh địch đã là rất nhanh ở phía dưới sự gia trì của quyền ý quyền của hắn nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh cơ hồ là ở trong chớp mắt liền tới nhưng tốc độ của a sử na lam lại còn muốn cao hơn một bậc so với hắn mà lần này a sử na lam di chuyển cũng không còn nhấc lên sóng không khí nổ tung mà là lặng yên không một tiếng động vào thời điểm tỉnh hồn lại a sử na lam đã tới trước mặt của hắn ầm um, một cước của a sử na lam đá vào ngực của trần khuynh địch đánh bay hắn ra ngoài lần thứ hai động tác nước chảy mây bay, nhìn qua rất thích mắt, chấm SAU đó, hắn liền phát hiện ra chỗ không hợp lý. Người là đã bị đá ra, nhưng vào trước khi bị đá ra, Trần Khuynh Địch đã gắt gao bắt lấy cái chân của A Sử Na Lam. Kết quả là, cuối cùng Trần Khuynh Địch chính là ôm A Sử Na Lam bay ra ngoài cùng một chỗ. Khục, buông tay, ô đề nguyệt nở rộ quang mang, cánh tay mà Trần Khuynh Địch cầm chặt lấy chân của A Sử Na Lam thậm chí đã bắt đầu mất đi chi giác, khí huyết minh mông cũng không có cách ngăn cản cỗ hơi lạnh thấu xương kia ha ha, đánh ta, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, mặt mày trở nên dữ tợn, cho dù cánh tay đã bắt đầu tổn thương do hơi lạnh trên diện rộng cũng không buông tay, mà còn trực tiếp thiêu đốt khí huyết, huy động một cánh tay khác đấm một quyền về phía bắp đùi của A Sử Na Lam. Dốp, bắp đùi của A Sử Na Lam phát ra một âm thanh xương nứt thanh thúy, mà ở trong lúc nguy cấp, A Sử Na Lam vẫn trầm tĩnh, dùng sức vặn vẹo thân thể, rốt cục thừa dịp trong nháy mắt cánh tay của Trần Khuynh Địch cứng ngắc không làm được gì, đã đưa thân thể ra khỏi phạm vi khống chế của Trần Khuynh Địch, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch lại khôi phục tình trạng rằng co cùng với A Sử Na Lam, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy. Trần Khuynh Địch cao mày nhìn cánh tay của mình, tay trở nên cứng ngắc vẫn không có hiện tượng chuyển biến tốt, nguyệt quang của ô đề nguyệt dường như có thể ức chế năng lực hồi phục của hắn. A Sử Na Lam thì là hoạt động cổ chân của mình một chút, xác nhận cái chân này đã bị phế bỏ một nửa, quyền ý của Trần Khuynh Địch xâm nhập sâu đến tận xương tủy cũng sẽ rất khó khôi phục. Đáng chết, giống như là có một chút coi thường đối thủ. Sự thật đã chứng minh, có thể đạt tới cái cảnh giới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất này cũng đều không phải là thường nhân. Nhìn chung võ giả ở trong thiên hạ, cảnh giới hậu thiên có nhiều vô số kể, cảnh giới tiên thiên ở chỗ nào cũng có, võ đạo tông sư cũng tính là siêu phàm, xem như là phượng mau lân giác, nhưng hỏa luyện kim đan thì lại càng hơn một bậc, phần lớn tập trung ở thánh địa võ đạo, mà hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất lại là tồn tại đỉnh phong ở bên trong hỏa luyện kim đan. Về phần càng đi lên nữa, cái cảnh giới kích toái mệnh tinh này cũng không phải chỉ cần dựa vào thiên phú là có thể đạt tới, thiên phú, khí vận, nội tình, bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được, huống hồ, lại đến cái cảnh giới kia, trên cơ bản liền không có tính thu võ, bởi vậy cái cảnh giới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất này đã có thể được xưng là võ giả có đẳng cấp cao nhất, đơn giản hơn rất nhiều so với kích toái mệnh tinh dù sao thì kích toái mệnh tinh cũng là cảnh giới, mà hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất thì là chiến lực, không có đủ chiến lực, coi như ngày mai ngươi sẽ kích toái mệnh tinh, vậy ngày hôm nay ngươi cũng sẽ không đánh lại hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Nguyên nhân chính là vì như thế, võ giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đều có một mặt cực kỳ xuất sắc trên chiến đấu. Thật giống như là A Sử Na Lam, bản thân hắn chính là võ giả đại thành ở trên lĩnh vực tốc độ, lại có sự gia trì của loại đạo binh thực phẩm liên quan đến lĩnh vực thời gian như ô đề nguyệt, Nói một cách khác chính là có tốc độ nhanh, công kích mạnh, hơn nữa đây còn là sở trường của A Sử Na Lam, rõ ràng là mạnh hơn Trần Khuynh Địch ở trên cái phương diện này. Quan trọng nhất là, nguyệt quang của Ô Đề Nguyệt có thể ngăn cản vết thương của Trần Khuynh Địch khôi phục nhanh chóng. Phải biết rằng từ khi xuất đạo cho đến nay, đó là một trong những nguyên nhân căn bản mà Trần Khuynh Địch một mực đánh đầu thắng đó, chính là ở chỗ hắn không chỉ có phòng ngự cao, thanh máu dày, mà còn có tốc độ khôi phục nhanh thường xuyên khôi phục lại thương thế một cách nhanh chóng mà người khác rất khó khăn mới tạo ra được. Như vậy thì làm sao đánh? Nhưng A Sử Na Lam có ô đề nguyệt ở trong tay, lại có thể hoàn mỹ khắc chế loại sức khôi phục biến thái này. Đương nhiên, căn cứ vào thanh máu dày của mình, cho dù là dùng phương pháp thương tổn đổi thương tổn, Trần Khuynh Địch cũng đều có lòng tin mài chết A Sử Na Lam, nhưng vấn đề là... Địch nhân rất có thể sẽ không chỉ có một mình A Sử Na Lam. Mà ở phía đối diện, A Sử Na Lam dường như cũng nhìn ra sự do dự của Trần Khuynh Địch. Bất quá phần do dự này lại làm cho vị võ giả đến từ đại thảo nguyên này lộ ra vẻ rất là bất mãn. Người đang xem thường ta sao. Lộ ra biểu lộ có thể đánh thắng ta. Thật sự là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Thân sắc của A Sử Na Lam nghiêm lại. Ô đề Nguyệt ở trên đỉnh đầu thế mà không còn phát ra Nguyệt Quang. Mà là dần dần trầm luân. Cuối cùng chui vào trong nghi tâm của A Sử Na Lam. Mà theo Nguyệt Quang thu liếm. Khí tức của A Sử Na Lam lại là dần dần dâng cao, mà cái chân đã bị Trần Khuynh Địch đánh gãy cũng cấp tốc bắt đầu khôi phục, quyền ý ở sâu trong tận xương tủy cũng bị rút ra, lực lượng thì là tiêu tán ở bên trong hư không. Oanh, Trần Khuynh Địch cũng không có chớp mắt, nhưng hình ảnh ở trước mắt lại phảng phất như đột nhiên không thấy vậy, A Sử Na Lam vào một giây trước còn đứng ở đàng xa, một giây sau đã đứng ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, dựng trường thành đao chém về phía lồng ngực của Trần Khuynh Địch, đánh ra ánh lửa đầy trời cùng với tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. M sao nó, thực sự là cứng rắn. Trần Khuynh Địch vô thức huy quyền phản kích, nhưng nắm đấm lại đấm vào không khí, mà A Sử Na Lam thì là lại trở về tại chỗ, động tác trước sau hoàn toàn không có bất kỳ gì tượng nào, cũng không có dẫn phát bất cứ ba động gì, phảng phất như từ lúc bắt đầu hắn cũng chưa từng di chuyển vậy, nhìn qua hết sức quỷ dị. Bất quá không sao, đánh thêm vài lần là được, A Sử Na Lam đưa bàn tay tới gần miệng, nhẹ nhàng liếm liếm ngón tay trắng trẻo, lộ ra nụ cười hung ác, lại dám xem thường ta, ta sẽ bắt ngươi trả giá thật lớn. Trần Khuynh Địch cũng không có trả lời, mà là trao mày, nhìn chằm chặp vào A Sử Na Lam, muốn nhìn được hắn đến tột cùng là làm như thế nào để đến gần mình, thế mà có thể làm cho mình không có một chút phát giác nào, nhưng mặc kệ hắn hắn ngưng thần nhìn chăm chú như thế nào, vẫn không thể nắm lấy cách di chuyển của A Sử Na Lam, không có cách nào bắt được manh mối.